Trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn tiểu thuyết chiến tranh của tác giả Khuất Quang Thụy với nhan đề Những bức tường lửa, câu chuyện của người lính trong chiến tranh Việt Nam. Phần thứ 8 Trận đánh địch đổ bộ đường không của đại đội 9 lập tức trở thành một sự kiện được các vị chính ủy, chính trị viên trong toàn sư đoàn phổ biến tới bộ đội như một chiến công đầu lẫm liệt của sư đoàn Hồng Bảng. Một lần nữa, danh hiệu tiểu đội Hùng Phong đi đầu diệt Mỹ lại vang lên trong toàn sư đoàn. Đại đội chín được tặng huân chương chiến công giải phóng hạng nhì, đại đội phó đồng tiến phi, tiểu đội trưởng Phạm Hùng Phong cùng ba liệt sĩ đều được công nhận là dũng sĩ diệt Mỹ và được tặng thưởng huân chương chiến công giải phóng hạng ba. Nguyễn Đình Hướng và vài ba người nữa cũng được công nhận là dũng sĩ diệt Mỹ nhưng chỉ được tặng bằng khen. Như thế cũng là tốt quá rồi vì ngoài những danh hiệu và sự khen thưởng kể trên, từ nay Phạm Hùng Phong trở thành trung đội trưởng trung đội 3, còn Nguyễn Đình Hướng thì thay Hùng Phong làm tiểu đội trưởng tiểu đội 9. Lê Văn Tất tiểu đội trưởng tiểu đội 8 cũng được tặng bằng khen và danh hiệu dũng sĩ nhưng đã bị kiểm điểm vì đã hoang mang dao động trước những hy sinh lớn lao của đồng đội. Trong hội nghị bình công của trung đội, Tất nhận khuyết điểm và xín nhân kỷ luật thôi giữ chức tiểu đội trưởng nhưng anh em không nghe. Chính trị viên Lương Xuân báo dự họp cùng trung đội liền nói đồng chí Tất thấy được khuyết điểm như thế là tốt, nhưng không nên vì thế mà từ chối nhiệm vụ. Sẽ còn nhiều cơ hội để đồng chí chứng tỏ vai trò của mình. Tất nghe ra, thôi không xin từ chức nữa mọi việc khen thưởng, đề bạt đáng lẽ thì suôn sẻ. Nhưng bỗng nhiên Nguyên Đình hướng lại đùng đùng lên gặp đại đội trưởng và chính trị viên kiến nghị, báo cáo đại đội. Có lẽ cứ để tôi làm xả thủ B-41 thì tốt hơn. Tôi là một xả thủ giỏi mà vào chiến trường chưa bắn được quả đạn nào thì phí quá. Đại đội trưởng Nguyễn Hồng Thanh gật đầu, cậu nói cũng phải. Nếu cậu là tiểu đội trưởng thì phải bàn giao khẩu B-41 cho người khác thật. Hay là, ta tìm người khác làm tiểu đội trưởng tiểu đội 9, anh báo nhỉ. Chính trị viên Lương Xuân báo lắc đầu kiên quyết, "Không được. Đây là công tác cán bộ, cấp ủy đã quyết rồi, không thể thay đổi được. Đồng chí Hướng phải có trách nhiệm bồi dưỡng cho cậu Kiên trở thành xạ thủ giỏi." Hướng gãi đầu nhăn nhó, cố mặc cả thêm, "Nhưng nếu trong trận đánh sắp tới cậu Kiên vẫn chưa vững thì tôi xin được bắn B41." Chính trị viên gật đầu, "Được rồi, để xem tình huống cụ thể lúc đó thế nào đã." Trước mắt đồng chí vẫn phải bàn giao khẩu B41 cho cậu Kiên. Nguyễn Đình Hướng đành miễn cưỡng chia tay với khẩu B41 mà cậu ta đã gắn bó từ ngày nhập ngũ. Tuy chỉ là cuộc chia tay tượng trưng thôi, nhưng Hướng cũng có vẻ buồn. Cậu ta đem tâm sự ấy lên tiểu đội trinh sát tiểu đoàn kể với Trương Đình Lân. Nghe xong Lân cười, bảo, sao cậu lần thần thế không biết. Người thì bé, khẩu súng thì to mà cứ lưu luyến mãi. Người ta mong dài cổ trả được đề bạt, riêng cậu thì lại chỉ vì cái ống lươn ấy mà định không nhận thăng chức thì gầm quá đấy làm cái thằng tiểu đội trưởng đầu binh cuối cán chứ chức tước gì hướng gái đầu cằn nhằn có làm tiểu đội trưởng thì rồi mới lên trung đội đại đội được chứ cậu không trông gương thằng ban đấy à cứ đà này chẳng mấy chốc mà nó lên chỉ huy cái đại đội này đâu hùng phong lại là chuyện khác nó có tướng làm quan nhưng này chẳng lẽ tớ lại mong cho thằng ban nó chết như anh thoan để lên thay nó làm trung đội hướng bỗng hỏi một câu rất dớ dần mà lân không thể nào trả lời được mắc ngứ một lúc anh mới bực mình gắt cậu nói năng dỡ dần bỏ mẹ cứ gì phải thằng ban nó phải chết thì cậu mới lên trung đội trưởng được cậu không thể làm trung đội trưởng của một trung đội khác được sao như thế thì vẫn phải có một trung đội trưởng khác chết chứ hướng vẫn càng cổ cãi lân phì cười lắc đầu cái lý cùn của hướng mà xem ra cũng sâu xa ra phết đằng nào thì cũng phải có một ai đó chết hoặc bị thương ở đâu đó trong hệ thống chỉ huy thì mới có chỗ cho cậu ta thăng quan tiến chức thật chứ đâu có phải chuyện chơi thôi được rồi cứ tạm làm tiểu đội trưởng đi đã. Vác AK chẳng sướng hơn vác B-41 à. Hướng thở dài tiết rẻ, cũng đành vậy. Tổ chức phân công mà, biết làm sao được. Nhưng nhất định tớ phải được choảng vài phát B-41 vào bọn Mỹ thì mới đã. Hôm vừa rồi mà tớ mang theo B-41 thì không chừng tớ sẽ trở thành dũng sĩ diệt máy bay trực thăng Mỹ rồi ấy chứ. Duyên nợ với khẩu B-41 chính là tai họa của Nguyễn Đình Hướng mà mãi sau này cậu ta hiểu ra điều đó. Hai thằng còn đang nhỏ to trò chuyện thì tiểu đoàn trưởng Hoàng Mạnh bỗng lù lù xuất hiện trước hầm của tiểu đội trinh sát. Nhìn thấy Hướng, tiểu đoàn trưởng hỏi: "Có phải cậu là cậu Hướng ở dưới đại đội 9 không? Hướng gật đầu, dạ. "Vâng ạ. À. Nhưng ở đại đội em có hai hướng kia, hướng cao và hướng lùn. Em là hướng lùn ạ." À. Tiểu đoàn trưởng thân mật vỗ vai Hướng, "Lùn mà dám dùng lựu đạn chọi nhau với bọn lính thủy đánh bộ Mỹ thì cũng cao lắm rồi." Báo cáo tiểu đoàn trưởng là vì lúc đó em không mang theo khẩu B41, nếu không thì lại khẩu B41, cái thằng đồ này rõ thật. Lân rủa thầm rồi vội cắt ngang lời hướng, "Thủ trưởng tìm bọn tôi có việc gì không ạ?" À? "Cậu ngạn đâu?" Tiểu đoàn trưởng hỏi, "Dạ." Anh ấy lên đài quan sát rồi à? Mình có chuyện này định bàn với các cậu." Tiểu đoàn trưởng suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, "Các cậu có nghe tin bọn Mỹ vừa đưa ra cam lộ thêm một tiểu đoàn lính thủy đánh bộ không?" Lân lắc đầu, "Dạ." bọn em chưa biết tin ấy. Nhưng có biết rằng sáng nay trung đoàn 6 vừa đánh một trận lớn trên đường 9, đoạn gần cầu Thiện Xuân, cây cầu mà thầy trò mình đã nghiên cứu ấy à? Nghe nói họ bắn cháy hơn chục xe tăng, xe bọc thép, diệt được vài chục tên Mỹ. Đúng đấy, tiểu đoàn trưởng gật đầu, trung đoàn cũng vừa thông tin cho mình biết xong. Đơn vị bạn đánh cũng cứ đấy chứ hả? Vâng ạ. À. Nhưng, nghe nói họ cũng bị thương vong nhiều đấy. Mà hầu hết, vẫn là do phi pháo, cậu nghĩ thế nào hướng ngạc nhiên hết nhìn lân lại nhìn tiểu đoàn trưởng anh không ngờ thủ trưởng tiểu đoàn lại bàn bạc về chuyện tác chiến với lân một cách bình đắng đến thế lại còn được thủ trưởng hỏi ý kiến nữa lớp trưởng của mình cậu nghĩ thế nào hướng ngạc nhiên hết nhìn lân lại nhìn tiểu đoàn trưởng anh không ngờ thủ trưởng tiểu đoàn lại bàn bạc về chuyện tác chiến với lân một cách bình đắng đến thế lại còn được thủ trưởng hỏi ý kiến nữa lớp trưởng của mình của mình kể ra cũng ngoài ra phết tôi nghĩ rằng địch sợ bị ta cắt đường số 9 không chi viện được cho bọn đang bị vây ở khe xanh nên đã dùng phi pháo tới giới hạn tối đa biết là thế rồi nhưng làm thế nào để hạn chế được tác dụng của hỏa lực địch tiểu đoàn trưởng hỏi lại và nhìn cả sang hướng không lẽ ông ấy tranh thủ cả ý kiến của mình hướng nghĩ vậy rồi ngập ngừng trả lời theo em thì cứ vào thật gần địch hãy nổ súng đánh nhanh đánh thật mãnh liệt rồi cũng phải rút cho thật nhanh à bám thắt lưng địch mà đánh chứ gì điều này thì người ta cũng đã nói rồi nhưng làm thế nào để bám được thắt lưng thằng Mỹ mới là khó. Bọn nó đâu dễ để cho anh bám thắt lưng, phải không nào? Đúng vậy, hướng nghĩ thầm, như trận vừa rồi đấy thôi. Vừa chạm súng với quân ta là chúng vón cục ngay lại rồi gọi phi pháo tới chi viện liền. Chút bom chút đạn không cần tính toán. Đánh nhau với bọn nhà giàu này cũng khó thật chứ không phải đùa đâu. Tiểu đoàn trưởng không đợi câu trả lời, cũng không hỏi gì nữa, trước khi đi ông quay lại nói với Lân có khi tôi với các cậu phải đi trinh sát lại mục tiêu A một lần nữa trước khi cấp trên có quyết định chính thức một tiểu đoàn Mỹ nữa chứ đâu phải ít thế nào chúng nó chẳng bố trí lại hệ thống phòng thủ của căn cứ vâng chắc chắn là thế Lân đáp các cậu chuẩn bị đi đợi mình xin phép trung đoàn rồi ta đi luôn Lân do dự dây lát rồi hỏi cả tôi và anh Ngạn cùng đi chứ ạ à? cậu đi thôi mang theo hai trinh sát nữa cậu Ngạn chưa biết đường để cậu ấy ở nhà phòng có nhiệm vụ đột xuất ông bỗng bật cười rồi nói thêm nhưng đừng có mang theo cái cậu ỉa ra quần đấy nhé cậu ta còn non nớt lắm khi tiểu đoàn trưởng đi khuất hướng nhìn lân tò mò hỏi này ai ỉa ra quần hả ông lân lân chỉ vào ngực mình tớ chứ còn ai nữa hướng đấm cho lân một cái nói láo ông mà sợ ỉa ra quần thì tiểu đoàn trưởng đã đuổi cổ khỏi tiểu đội trinh sát rồi lân thành thật nói với bạn mình chưa đến nỗi ấy nhưng có lúc cũng sợ muốn vái cả linh hồn ra đấy ông à. Súng máy nó bắn dàn dạt trên đầu, thiếu xém cả tóc, tưởng đùa đấy hẳn. Có lúc, mình cũng sợ lắm, hướng thú nhận, nhưng không phải là lúc lao vào bọn Mỹ ném lựu đạn mà là cái lúc phải ôm ông Thoan và thằng đại từ dưới khe lên. Nhớ đời đấy, ông đã nhìn thấy ai bị chết cháy bao giờ chưa? Khủng khiếp lắm. Mấy hôm nay, đêm nào mình cũng choàng tỉnh vì mơ thấy ông ấy. Nói tới đó hướng quay nhìn xuống dưới dốc và không hiểu vì sao bỗng kêu thét lên một tiếng rồi nhảy ảo tới ôm choàng lấy lên vừa run bần bật vừa kêu lên anh anh ấy kìa. Lân nhìn ra hướng con dốc nhỏ từ suối lên cửa hầm của mình và bỗng hiểu ngay hành vi khác thường của hướng. Buông tao ra nào, thằng do cô ly nốt đấy. Lân vừa nói vừa cố gỡ hướng ra. Đúng là do đang lên thật. Hướng buông lân ra, ngồi bệt xuống thở, mồ hôi túa ra đầy mặt. Làm mình. Hết cả hồn. Vừa lúc đó thì do lên tới nơi. Lân và hướng nhìn do chân chân rồi nhìn sang nhau và cùng phá lên cười. Do ngơ ngác nhìn hai người ngạc nhiên hỏi, hai người cười gì mà khiếp thế? Mặt tớ có vết bẩn à? Lân vội xua tay, "Không, cậu đẹp trai lắm. Chúng mình D N G C U Y, chuyện khác kìa. 13 kế hoạch trinh sát là mục tiêu A của tiểu đoàn trưởng Hoàng Mạnh không được trung đoàn chuẩn y. Trung đoàn trưởng Trần Đông Hải giải thích rằng trung đoàn sẽ trực tiếp làm nhiệm vụ đó." hai tiểu đoàn dự kiến tham gia trận đánh này không cần phải tổ chức trinh sát riêng rẽ nữa, tránh để lại nhiều dấu vết khiến địch thêm chú ý đề phòng. Nghe trung đoàn trưởng trả lời vậy, tiểu đoàn trưởng Hoàng Mạnh thở dài nói với thính trị viên Lê Văn sớm, có lẽ các ông ấy chưa thể quên chuyện bọn tôi bỏ lại thằng định trên hàng rào. Chính trị viên vội gạt đi, không ai còn nhắc đến chuyện đó đâu, nhất là sau trận đánh vừa rồi của C9. Mình cứ tưởng đêm đó sẽ được đánh một trận tập kích nên vội vã trở về ngay không nói với trung đoàn chuyện tử thức nay có lẽ cũng tới lúc nên sòng phẳng về chuyên này. Cái ông này rõ thật, chính trị viên nhăn mặt, có ai quy kết cho ông cái tội bỏ đồng đội đâu, ai chẳng hiểu tình thế lúc đó. Nếu ông và mấy cậu trinh sát cũng đâm đầu vào hàng rào mà chết vì mình, vì pháo thì thằng định nó cũng có vui vẻ gì đâu. Nhưng tôi vẫn thấy cắn rứt trong lòng. Ông sớm à. Chính trị viên Lê Văn sớm biết rằng có nói thêm thì tiểu đoàn trưởng cũng chẳng nguôi ngoài được. Nên đành bảo. Nếu anh muốn tự kiểm điểm về chuyện đó thì cũng phải đợi xong chiến dịch đã. Ngày đánh lớn có lẽ cũng sắp đến rồi. Chúng ta phải thật tập trung cho nhiệm vụ chủ yếu. Với tư cách là bí thư đảng ủy, tôi chỉ biết khuyên anh như vậy thôi. Nghe chính trị viên nói vậy, tiểu đoàn trưởng miễn cưỡng gật đầu, anh nói cũng phải. Có lẽ mọi chuyện phải đợi kết thúc chiến dịch đã. Mà hình như ban chính trị trung đoàn vừa gửi chỉ thị xuống về chuyện Tết nhất gì đó phải không? Phải. Chậm nhất là ngày 25 tháng chạp phải tổ chức cho bộ đội ăn Tết xong. Ăn Tết à?" Tiểu đoàn trưởng hỏi bâng quơ một câu rồi tiếp tục nói với chính trị viên những điều mà ông đang suy nghĩ, có lẽ sẽ có đánh lớn trong dịp Tết hoặc ngay sau Tết. Hôm qua sư đoàn đã thông báo rằng trong những ngày vừa qua địch đã hối hạ tăng cường lực lượng giao vùng một chiến thuật, đặc biệt là chiến trường đường 9, Bắc Quảng Trị, nâng tổng số quân lên tới gần 70.000 gồm 25 tiểu đoàn Mỹ, 18 tiểu đoàn quân Ngụy. Cấp trên nói rằng nhiệm vụ của chúng ta là phải tiếp tục kéo địch ra giam chân địch lại tạo điều kiện thuận lợi cho các chiến trường bạn lập công. Ở phía tây mặt trận, quân ta cũng đang vây chặt quân địch tại làng Vây Khe Xanh. Mấy hôm nay phi pháo địch đột ngột tăng cường hoạt động. Có vẻ như chúng đã đánh hơi thấy điều gì đó. Chính trị viên có vẻ như không để ý tới những điều tiểu đoàn trưởng vừa nói. Ông đang lo không biết sẽ lấy gì cho bộ đội ăn Tết đây. Nay đã là 20 tháng chạp rồi mà vẫn chưa thấy trung đoàn thông báo tiêu chuẩn Tết. Hay là ở chiến trường thì lính không có Tết chính trị viên bỗng nói to lên những ý nghĩ của mình có tết chứ tiểu đoàn trưởng bỗng đứng dậy nói nếu không có bánh trưng thì bảo các đơn vị giá bột làm bánh cuốn cho bộ đội ăn thịt lợn tươi không có thì cho xuất thịt hộp dự trữ chiến đấu không có bánh trưng thì làm sao gọi là tết được vừa lúc đó anh trợ lý quân nhu hớt hải đi tới nghe chính trị viên nói vậy liền lên tiếng ngay báo cáo hai thủ trưởng nhất định là phải có bánh trưng chứ ạ à? ban hậu cần trung đoàn vừa thông báo tiêu chuẩn tết của bộ đội đây ạ à? vừa nói anh vừa móc túi lấy ra tờ giấy mà anh vừa ghi được qua điện thoại. Đây à, hàng Tết đã về kho trung đoàn rồi, ngày mai xin thủ trưởng cho mỗi đại đội vài người đi nhận à. Chính trị viên sớm giật vội tờ giấy trên tay anh trợ lý quân nhu, đọc to lên từng mục cho tiểu đoàn trưởng cùng nghe. một Gạo nếp, mỗi người 3 lạng. hai Đường kính, cán bộ từ trung đội trở lên 1 kilo, chiến sĩ 5 lạng. 3. Thịt lợn ướp muối, mỗi người 3 lạng. 4. Cá khô mỗi người 5 lạng. 5 rau khô mỗi người nửa cân, 6 kẹo, chiến sĩ mỗi người 5 cái, cán bộ từ trung đội trở lên mỗi người 10 cái, 7 thuốc lá, cán bộ đại đội trở lên mỗi người một bao, trung đội 2 người một bao, chiến sĩ mỗi người 3 điếu, 8 trẻ khô, 5 người một gói, 9 giấy viết thư, mỗi người mỗi người 5 tờ, 10 mỗi người, không kê cấp chức đều được thêm hai cái kẹo và hai điều thuốc lá đặc biệt của đại tướng gửi tặng. Hết rồi. Cũng khá đấy chứ. Cộng tất cả là 10 mục có gạo nếp, thịt lợn, kẹo, thuốc lá. Đặc biệt hơn cả là lại có quà của đại tướng nữa. Phải thông báo ngay cho bộ đội biết để anh em phấn khởi. Chính trị viên tiểu đoàn hề hà kết luận. Tiểu đoàn trưởng Hoàng Mạnh cũng mỉm cười bảo chính trị viên. Tôi đổi cho cái món giấy viết thư để lấy thuốc lá của ông nhé. Ông chăm viết thư về cho bà ấy lắm cơm mà. Nhất trí thôi. Nhưng chỉ nửa bao thôi nhé. Chính trị viên mặc cả. Tôi cũng phải đề vài điếu để tiếp khách chứ. Ngày Tết, anh em họ đến chúc Tết, chả lẽ tới không có gì mời họ à? Vừa lúc đó có tiếng máy bay ì ầm trên đầu rồi ngay lập tức tiếng bom nổ rền ở dãy núi phía sau lưng họ. Thằng B-57 nó ném bom tọa độ đấy. Tiểu đoàn trưởng nheo mắt nhìn lên trời nhận xét hình như chúng nó vẫn ném bom gần khu vực đổ bộ hôm trước chính trị viên lo lắng thốt lên. Không khéo nó nện vào kho hàng Tết của anh em mình thì toi đời. Tiểu đoàn trưởng bật cười. Thằng Mỹ nó thèm đến rìa gì dì đến cái kho thịt muối với rau muống khô của các ông. Thôi, anh đi mà bàn với mấy cậu quân nhu về chuyện Tết nhất. Tôi với cậu Vinh phải xuống các đại đội xem anh em họ gói buộc bộc phá ra sau đây. Thứ bánh trưng này mà gói không tốt thì mới đáng lo, ông chính ủy của tôi ạ. À. Chiều ngày 25 tháng chạp, Lân được Hùng Phong mời về trung đội ăn Tết. Tiểu đội trinh sát ăn Tết từ hôm 23, đúng vào ngày ông Táo lên trầu rời. Sở dĩ trinh sát tiểu đoàn phải ăn Tết sớm như vậy vì ngày 24 một nửa quân số của tiểu đội do tiểu đội trưởng ngạn chỉ huy đã phải lên đường đi làm nhiệm vụ chuẩn bị, khu tập kết thứ nhất cho tiểu đoàn trước khi vào chiếm lĩnh trận địa để tiến công mục tiêu ngày nở. Chưa được xác định, nhưng trận đánh lớn mà toàn tiểu đoàn hồi hộp chờ đợi hình như đang đến rất gần rồi. Năm nay đại đội 9 ăn Tết vui nhất tiểu đoàn. Ngoài tiêu chuẩn trên cấp, trung đoàn còn tặng riêng cho đại đội một món quà Tết kha khá để mừng công luôn. Đích thân trung đoàn trưởng cũng xuống chúc Tết. Không hiểu ông Kiếm ở đâu được mấy lít rượu trắng mang xuống tặng đại đội. Anh nuôi trưởng cung có sáng kiến pha thêm một ít nước sôi vào để có thể chia đủ cho các chiến sĩ mỗi người một chén. Dĩ nhiên chỉ có các trung đội trưởng được cụm ly trực tiếp với trung đoàn trưởng rồi nhận phần rượu còn lại cho trung đội rồi đổ vào bi đông mang về. Rượu đã không được thật chất cho lắm, lại pha thêm nước sôi. Nhưng chính trị viên Lương Xuân Báo vẫn cẩn thận dặn các trung đội trưởng không được để bộ đội nhậu nhẹt say sưa đâu đấy nhé cứ làm như mỗi trung đội có cả một trung rượu không bằng. khi lân xuống tới nơi thì trung đội đã tề tựu đông đủ trước căn hầm của trung đội trưởng. hùng phong lên đại đội nghe trung đoàn trưởng chúc tết. như thường lệ, anh nuôi cung vẫn được coi là người nhà của trung đội ba cũng đã có mặt và đang giúp trung đội bảy cỗ. thấy lân xuống một mình, anh liền hỏi sao không gọi cả thằng do đi đi cùng. hôm nay đại đội nó cũng ăn tết. chúng nó còn bắt được cả một con rùa đá to tướng ở dưới suối, đang làm thịt cậu cung bỗng thần mặt ra lầm bầm bỏ mẹ. Sắp ra trận mà chúng nó lại đi làm thịt rùa. Xui lắm đấy. Hỏa lực phen này đến thử kêu đốt tịt mất thôi. Lân cười ông này mê tín bỏ mẹ. Sao không mê tín? Cậu không nghe các cụ vẫn thường nói, gặp rắn thì đi, gặp quy thì về đó sao? Đi đâu mà gặp rùa là chỉ có nước hồng trang là khẩu đại liên coi của thằng do phen này lại tậm thịt sao? Lân tự hỏi như vậy và bỗng cảm thấy trần trợn khi nhớ lại những lời mà bọn lính hỏa lực cãi nhau sáng nay. Có mấy đứa bảo, đại liên của mình bắn không lại đại liên M60 của thằng Mỹ. Súng máy của bọn nó nhẹ hơn, bắn nhanh hơn. Còn cái thứ có cổ lỗ này bắn nhiều là đỏ nòng lên, đạn rơi lục bộp ngay trước mặt ấy. Thằng do ức quá cãi lại, thế là vặc nhau. Chưa ra trận mà đã có người không tin vào khẩu súng của mình thì gây thật đấy. Đã vậy, chúng nó lại coi làm thịt rùa. Ba mâm cỗ đã được bày xong, trông cũng khá tươm tất. Mỗi mâm gồm ba đĩa quân dụng đầy tú ụ các món ăn, có đủ bánh trưng thịt lợn nướng và thịt lợn nấu giả cầy cá khô rán giòn thịt gà hộp nấu với nấm rừng rau muống khô xào tỏi anh nuôi cung còn làm thêm cho món bánh hòn nhân đường trộn với đậu đỏ và món nộm hoa chuối với muối vừng lá tai chua ớt bột trông rất hấp dẫn khi trộn món nộm này anh nuôi cung nói với anh em trong trung đội ba ông thoan mới chỉ được ăn món này một lần nhưng mê lắm thằng đại thì thích món rau muống khô xào tỏi Tỏi này là nó mang từ Bắc vào đây đấy. Vẫn còn một bọc nữa dưới chỗ tớ ấy. Không hiểu trời đất run rủi thế nào mà trước hôm đi vận tải, Nó lại mang cái bọc tỏi ấy xuống gửi tớ. Nó bảo, nhờ anh giữ hộ, để trong ba lô ngủ chung hầm với thằng Lương nó kêu nặng mùi quá. Đúng lúc cậu Lương đi lấy nước từ dưới suối lên, nghe thấy vậy liền hòa khóc. Anh nuôi cung bảo hôm nay coi như ngày mồng một Tết, mày khóc là rông cả năm đấy. Lương nín khóc, nhưng lại nói không phải em chê anh ấy nặng mùi, mà chỉ bảo anh ấy buổi tối thì đừng ăn tỏi sống thôi. Tất, tiểu đội trưởng tiểu đội 8 từ dưới hầm của tiểu đội đi lên, trên tay cầm mấy tờ giấy, đưa cho cậu cung, anh xem. Em gửi cho các anh ấy cái này được không? Anh nuôi cung cầm ba tờ giấy lên xem. Thì ra là ba cái huân chương được vẽ rất đẹp, bên dưới có ghi tên từng người hẳn hoi. Anh gật gù khen, được lắm. Để cho ba vị ấy diện trong mấy ngày Tết cũng tốt thôi. Nói xong anh găm ba cái huân chương lên ba mâm cỗ cúng. Vừa lúc đó thì Hùng Phong bê bi đông rượu về trịnh trọng tuyên bố, trung đoàn trưởng khao đại đội chúng ta đấy. Đủ mỗi thằng một chén. Anh nuôi cung đỡ lấy bi đông rượu, rót ra ba cái bát, đặt xuống bên cạnh ba mâm cỗ đã xếp ngay ngắn trên chiếc bàn ghép bằng cành cây rồi bảo Hùng Phong, cũng được rồi đấy. Anh em trương trung đội lặng lẽ nhường lối cho Hùng Phong anh ngơ ngác nhìn mọi người rồi hỏi, phải cúng à? Hướng gật đầu, phải gọi anh Thoan với thằng Đại, thằng dạng về ăn Tết chứ. Hùng Phong quay sang anh nuôi cung, cậu nhiều tuổi hơn cả cậu cúng đi anh nuôi cung vội xua tay không được ở đây cậu là chủ nhà cơ mà cậu phải thành tâm mà gọi thì chúng nó mới về hùng phong tiến một bước về phía ba mâm cỗ nhưng lại quay lại hỏi không có nhang thì làm thế nào cậu cung anh nuôi cung gái đầu suy nghĩ rồi tặc lưỡi quay lại bảo hướng thằng hướng mày đốt ba điếu thuốc lên mùi thuốc lá điện biên bao bạc thơm nức rời có kém gì hương thuốc của đại tướng à hướng hỏi ừ lấy thuốc của đại tướng tặng mà đốt cho ngoài. Mọi người vui vẻ đồng tình, hướng chui vào hầm trung đội trưởng lấy bao thuốc lá ra, bóc lấy ba điếu, châm lửa đốt rồi run rẩy cắm vào ba lát bánh trưng. Xong cậu ta trịnh trọng vái một vái, nói lúng búng trong miệng. Các anh người thấy mùi thuốc lá thì về mau nhé. Anh em trong trung đội đang đợi đấy vái xong quay ra nhường lối cho Hùng Phong. Đấy trung đội trưởng vào mà cũng đi. Hùng Phong trịnh trọng bước lên một bước khẽ hồ, toàn trung đội chú ý. Nghiêm, hơi bất ngờ, nhưng mọi người tự nhiên xích lại gần nhau, đứng trang nghiêm. Tiếng hùng phong nghẹn ngào vang lên, hôm nay là ngày 25 tháng chạp, trung đội 3, đại đội 9, tiểu đoàn 7, trung đoàn 4 sư đoàn Hồng Bàng, tổ chức ăn Tết Mậu Thân trước để ngày mai ra trận. Chúng tôi thành tâm kính mời trung đội trưởng Nguyễn hữu Thoan, chiến sĩ Trần Đình Đại, chiến sĩ Đinh Văn Dạng và hương hốn các liệt sĩ đã hy sinh ở khu vực này cùng về đây ăn Tết với anh em chúng tôi. Các anh sống khôn thác thiêng hãy phù hộ cho chúng tôi ngày mai ra trận đã đánh là thắng khấn xong trung đội trưởng hùng phong vái ba vái rồi lùi lại hỏi khấn như thế có được không cậu cung được rồi anh nuôi cung gật đầu đáp hướng băn khoăn hỏi nhưng anh mời rộng thế thì liệu có đủ cho người ta cậu cung cười cái thằng ngớ ngẩn này người chết họ chỉ ăn hương ăn hoa thôi chứ nhiều no ít đủ lo gì cậu lương đứng bên cạnh bỗng kêu lên thôi chết rồi thằng dạng nó không hút thuốc thậm chí nó rất sợ khói thuốc nữa. Cúng bằng thuốc lá, liệu nó có về không nhỉ? Về tất, cậu cung khoát tay bảo, bây giờ ở dưới đó ông Thoan là sếp của chúng nó, ông ấy bảo đi là phải đi hết. Quân lệnh như sơn, các cậu tưởng đùa đấy hả? Mọi người cùng cho là phải. Bỗng tất kéo áo cậu cung nhắc nhỏ, còn mấy cái huân chương, ư ừ nhỉ. Cậu cung bước tới với một cái rồi khấn, kính thưa hu óc hồn ba liệt sĩ. Chúng tôi xin vinh dự báo tin rằng cả ba anh được bình công loại một, được đề nghị công nhận là dũng sĩ diệt Mỹ và được tặng huân chương chiến công giải phóng hạng 3. Hôm nay, chúng tôi gửi rước chung tôi gửi trước cái huân chương cho các anh để các anh về báo cáo với ông bà tổ tiên. Mong các anh vui lòng nhận cho. Khấn xong bèn bật lửa hóa luôn ba cái huân chương. Chính trị viên Lương Xuân báo đến. Mọi người đứng dậy chào. Anh tiến lại phía mấy mâm cỗ, thấy có khói nghi ngút bốc lên, chợt hiểu ra. Liền quay sang hỏi Hùng Phong, các cậu. Cũng đấy à, hùng phong gật đầu chính trị viên không nói gì thêm mà lặng lẽ hướng về mấy mâm cỗ với một vái xong rồi ông quay ra phía sau vẫy tay gọi khang lại đây một anh chàng da trắng bệnh mắt thô lố đeo đầy đủ ba lô súng đạn tiến lại đây là đồng chí nguyễn văn khang từ trung đoàn bạn được điều sang tăng cường cho trung đoàn ta tiểu đoàn đưa xuống làm trung đội phó của trung đội các anh đấy còn đây là đồng chí hùng phong trung đội trưởng và anh em trong trung đội khang bắt tay hùng phong khen Nghe tên anh đã lâu, nay mới gặp. Mong được anh giúp đỡ. Không dám. Cậu bỏ ba lô xuống đi rồi làm quen với anh em trong trung đội. Vừa mai hôm nay chúng tôi ăn Tết. Chính trị viên giới thiệu thêm. Đồng chí Khang là dũng sĩ diệt xe cơ giới đấy. Trong trận đánh trên cầu Thiện Xuân vừa rồi, cậu ấy giá bắn cháy ba xe tăng M113. Mọi người ổ lên tán thường. Hướng vội hỏi ngay, bằng B41 chứ, trung đội phó. Không, tôi dùng B40 thôi. Giỏi nhỉ cũng là gặp may thôi mà. Tốt rồi, Hùng Phong cười, nói với chính trị viên, cảm ơn thủ tướng quân tâm. Lâu lắm chúng tôi mới lại có trung đội phó đấy. Tiểu đoàn quyết định điều đồng chí Khang về đây là để tăng cường chất lượng chiến đấu cho trung đội các cậu đấy. Lần này trung đội Hùng Phong phải đánh cho ra trò nhé. Quan tâm, lâu lắm chúng tôi mới lại có trung đội phó đấy. Tiểu đoàn quyết định điều đồng chí Khang về đây là để tăng cường chất lượng chiến đấu cho trung đội các cậu đấy. Lần này trung đội Hùng Phong phải đánh cho ra trò nhé nói xong chính trị viên về ban chỉ huy đại đội nói xong chính trị viên về ban chỉ huy đại đội không ở lại ăn tết với trung đội ba khi chính trị viên đi rồi hùng phong mới chỉ mấy mâm cỗ bảo khang cậu vào chào trung đội trưởng một tiếng đi khang ngạc nhiên hỏi trung đội trưởng nào nữa quên mất chưa giải thích cho cậu rõ chúng mình đang cúng đồng chí trung đội trưởng và hai chiến sĩ vừa hy sinh trong trận đánh địch đổ bộ đường không vừa rồi mình cũng chỉ vừa mới được đề bạt lên thay ông ấy thôi. Anh trung đội phó mới hiểu ra, vội tiến lại trước mấy mâm cỗ. Nhìn thấy ba điếu thuốc lá đang cháy dở, anh hiểu ra liền móc túi lấy ra một điếu thuốc lạ mắt, dài dài, màu cà phê, vuốt thẳng rồi hỏi. Ai có lửa cho mình châm nhờ điếu thuốc? Anh nuôi cung móc bật lửa ra đưa cho Khang. Khang châm điếu thuốc rồi giải thích. Đây là một loại thuốc lá của bọn Mỹ, hiệu mò. Bọn mình lấy được hôm đánh đoàn xe của bọn nó ở cầu Thiện Xuân. Nói rồi anh tiến lại, cắm điếu thuốc lên bàn thờ giá chiến của những người lính rồi vái ba vái rất thành kính. Hướng chỉ lên bàn thờ cười bảo. Kìa, các cậu trông, cháy ngun ngún thế kia đích thị là cậu đại đang giết lấy giết để rồi. Của là mà. Rồi cậu ta tiến lại, chia tay cho Khang. Được lắm, trưng đội phó cũng là tay cử đấy. Bắn cháy ba xe tăng Mỹ thì oách quá rồi. Tôi cũng là xả thủ B-41, nhưng chưa được bắn phát nào vào thằng Mỹ. Xin được bái trung đội phó làm sư phụ nhé. Trung đội phó khang cúi đầu kiểu cách. Không dám. Không dám. Đúng lúc đó Hùng Phong khoát tay ra lệnh. Hạ mâm thôi, ta vào tiệc kẹo trời tối đến nơi rồi. Hướng nhanh tay chạy đến rút điếu mo đang cháy dở trên bàn thờ. Xin trung đội trưởng một hơi xem cái thứ thuốc lá Mỹ này nó ra làm sao. Mấy cậu khác cũng chạy lại vây lấy Hướng. Họ chuyển tay nhau điếu thuốc, rít lấy rít để rồi ôm ngực ho khù khụ thuốc lá Mỹ mà. Mọi người vui vẻ vào mâm, thấy anh em vẫn súng xít một chỗ, Hùng Phong vỗ tay yêu cầu, anh em, tôi đề nghị thế này, vui vẻ thì vui vẻ, nhưng vẫn cứ nên giãn ra một tí, túm tụng cả lại thế này, nhớ nó thảy chúng một quả bom tọa độ thì đi cả trung đội à. Anh em ồn ào bảo trung đội trưởng nói gở, nhưng vẫn kéo hai mâm xa ra, gần hầm của các tiểu đội. Cậu Cung và Lân được mời ngồi với mâm của trung đội và tiểu đội của hướng tất cả tới hơn 10 người. Hùng Phong cầm bi đông rượu tới từng mâm, mỗi mâm rót ra hai cái bát sắt. Uống chung cho đoàn kết. Khi trở về mâm của mình, Hùng Phong lắc lắc cái bi đông. Bỏ mẹ, hóa ra mâm của bọn mình còn ít quá. Anh đổ rượu ra bát rồi bảo mọi người, kính lão đắc thọ, xin mời cậu cung uống trước đi. Cung vui vẻ nhận bát rượu, nâng lên nhấp một ngụm, khà một tiếng rồi bảo. Cũng không đến nỗi nào uống xong anh đưa bát rượu cho Lân. Cậu là khách, cũng thuộc diện ưu tiên. Lân nâng bát rượu lên nhấp một ngụm, thấy chua chua, cay cay, uống xong, anh chuyển bát rượu cho Khang. Xin mời trung đội phó mới. Khang lắc đầu từ chối. Mình không biết uống rượu, Lân này, thì cứ uống một ngụm xem sao. Vào tới tận đây rồi mà còn được hưởng chất men đời thế này, cũng đáng lắm chứ. Nể Lân, Khang nhấp môi một tí rồi lắc đầu, nhăn mặt. Hùng Phong đỡ lấy bát rượu, hỏi. Ông quê ở đâu nhỉ? Bắc Ninh, làng phù khê ấy, các cậu có nghe tiếng bao giờ không? Mọi người nhìn nhau, lắc đầu. Khang có vẻ không hài lòng khi ở đây không một ai biết đến cái làng nổi tiếng của mình ở xứ Bắc Ninh. Làng tôi nổi tiếng khắp vùng vì có nghề chạm rồng nghĩa hiệp bánh đúc cháo kê, tân bài nung ngói phù kê chạm rồng ý mà. Ngày xưa thờ chạm làng tôi từng được sung vào những hiệp thợ trong cung đình để xây lầu các đền đài cho vua chúa kia đấy. Hướng buông ra một câu nhận xét rất hóm. Vậy thì bây giờ làng ông đói to rồi. Cũng ít việc, nhưng chưa đến nỗi đói. Khang giải thích, làng mình hiện vẫn còn nhiều nghệ nhân tài bà lắm. Thỉnh thoảng vẫn đi trùng tu các đình chùa miếu mạo trong vùng và làm những đồ thờ cúng. Cũng có dạo, công an họ đến thu, đốt hết. Bảo rằng không nên khuyến khích mê tín dị đoan, nhưng bây giờ thì cũng đỡ rồi. Khang vẫn băn khoăn, các cậu không biết đến làng mình thì lạ nhỉ. Là quê hương của đồng chí Nguyễn Văn Cử đấy. Cậu Hùng ngơ ngác hỏi, Nguyễn Văn Cử là ai nhỉ? Là Tổng Bí Thư Đảng Thời Tiền Khởi Nghĩa, thế mà cũng hỏi, Hùng Phong giải thích. Thì em chưa phải là đảng viên mà, Hồng Thanh Minh. Hướng tò mò hỏi thêm, thế, anh Khang sinh năm bao nhiêu? Mình sinh năm 47, tuổi đinh hợi mà vậy là nhiều tuổi hơn bọn tôi rồi, Hùng Phong nói. Trừ cậu cung ra, thì là người nhiều tuổi nhất trung đội ở đây đấy. Khang nhìn anh nuôi cung một lát rồi ngập ngừng hỏi. Xem ra anh cung dễ đến ngoài 30 tuổi, phải không ạ? À? Cung gật đầu. Cũng cỡ ấy rồi. Thế mà, tại sao anh em mình ở đây lại cứ cậu cậu tớ tớ, cá mè một lứa thế nhỉ? Khó nghe quá. Lân mỉm cười giải thích. À, chuyện này có căn nguyên cả đấy chả là. Mà thôi, nói ra dài dòng lắm. Tóm lại là ông cung đây có tới mấy cô cháu gái xinh đẹp gọi ông ấy bằng cậu. Bọn tôi ai cũng muốn làm cháu rể của ông ấy. Nên ở cai đại đội này, anh em đều gọi ông ấy là cậu cung tuốt. Vậy thì, tôi cũng nên gọi anh cung đây bằng cậu luôn thể nhỉ. Nên lắm, nên lắm. Mọi người cùng cười vui vẻ. Cậu cung cũng cười bảo. Tớ còn có bốn cô con gái không chừng sau này ở đây có thằng phải gọi tớ là bố vợ ấy chứ. Mà thôi, ăn đi chứ. Nếm thử nắm bánh hòn đi. Cũng may có cái mũ sắt Triều Tiên nên mới có cối mà giá bột đấy. Gạo không được ngon lắm nên hơi cứng hà. Đúng là cứng thật. Nhưng mọi người vẫn thi nhau khen ngon để cậu cung khỏi buồn. Chỉ có hướng là cầm nắm bánh hòn lên, vân vê trên tay rồi bảo. Cái cục này mà ném vào đầu thằng Mỹ thì cũng chả kém gì lựu đạn. Mọi người cùng ổ lên cười, cậu cung cùng nhẹ vào đầu hướng một cái. Thằng này chỉ được cái độc mồm, bánh của tao, còn lâu mới cho chúng mày đem đi ném vào đầu thằng Mỹ nhé. Không ăn hết để đấy, mai hành quân, lại không nhá giáo cả à. Đúng đêm 30 Tết, tiểu đoàn rời vị trí tập kết một vào chiếm lĩnh trận địa. Giờ G được cấp trên chọn đúng vào giờ giao thừa. Theo phương án tác chiến, tiểu đoàn 7 sẽ là đơn vị đột kích chủ yếu. Tiểu đoàn 8 có một đại đội đánh trên hướng phụ. Hai đại đội còn lại làm đội dự bị. Ngoài ra còn có một đại đội của bộ đội địa phương Quảng Trị tham gia làm nhiệm vụ phá ấp chiến lược cam lộ, đưa dân ra vùng giải phóng. Ngoài sự chi viện của pháo tầm xa, sư đoàn cũng tăng cường cho tiểu đoàn một đại đội DKZ, một đại đội cối 120 ly và một đại đội 12 ly 7 phòng không bố trí ở vòng ngoài. Tiểu đoàn trưởng Hoàng Mạnh chưa bao giờ nhìn thấy trong tay mình có một lực lượng hỏa lực hùng mạnh như vậy nên tin tưởng lắm. Ông nói với chính trị viên Lê Văn sớm đêm nay, tiểu đoàn ta sẽ làm nên lịch sử. Khi bố trí đội hình, Trung đoàn trưởng Trần Đông Hải có ý ngại là hình như vị trí chỉ huy ban đầu của tiểu đoàn quá gần hàng rào, nhưng tiểu đoàn trưởng Hoàng Mạnh nói rằng phải bố trí gần như vậy thì mới quan sát được cửa mở. Và đến khi đội hình của tiểu đoàn đánh vào tung thâm thì chỉ huy mới theo kịp. Trung đoàn trưởng cho là phải nên không đề nghị điều chỉnh nữa. Ông cũng định nói gương tiểu đoàn trưởng Mạnh, đưa sở chỉ huy tiền phương của trung đoàn vào gần hơn nữa, nhưng sư đoàn trưởng phạm sùng không cho phép ông nói qua điện thoại rằng khi đã nổ súng rồi thì nhiệm vụ của người chỉ huy là phải ở vị trí thuận lợi nhất để bao quát được toàn bộ trận đánh chứ không phải là mò vào hàng rào để khói bom khói đạn nó che mờ mắt đi thì còn biết cái gì mà chỉ huy nữa về cách đánh những người chỉ huy tiểu đoàn trung đoàn cũng chưa biết đến cách đánh nào khác hơn là cách đánh đồn tây mà họ đã từng trải qua và đã được đúc kết lại trong những giáo trình về tiến công địch phòng thủ trong công sự vững chắc để giảng dạy tại các trường sĩ quan và rèn luyện bộ đội trên thao trường trong những năm vừa qua. Nghĩa là dùng hỏa lực yểm hộ, khống chế để cho đội bộc phá lao lên đánh bộc phá quét hàng rào, mở cửa rồi sau đó lực lượng đột kích sẽ lao lên, đánh chiếm các lô cốt đầu cầu. Sau đó đơn vị thọc sâu sẽ lao lên vượt qua cửa mở, vượt qua khu vực đầu cầu để đánh thẳng vào tung thâm, lần lượt đánh chiếm các mục tiêu trong căn cứ địch. Bài học về đánh địch trong công sự vững chắc thì cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 7 đã thuộc nằm lòng. Lần diễn tập nào cũng được sư đoàn khen, rồi cả bộ xuống kiểm tra cũng khen. Nhất là trong lần diễn tập ở Bưng, lần ấy, tiểu đoàn được đánh như thật dùng khá nhiều bộc phá và đạn giả, có cả pháo sáng, cho nghiệp vụ và xe tăng quân xanh chạy dầm dần trong căn cứ địch. Trận ấy, tiểu đoàn 7 đã đánh một trận mẫu mực cho phái đoàn kiểm tra của bộ do đích thân tổng tham mưu trưởng dẫn đầu xuống quan sát, xem xong tổng tham mưu trưởng đã khen đánh rất tốt cứ như thế này vào trận là chắc ăn rồi nhìn bề ngoài căn cứ cam lộ lúc đó thậm chí còn không có được sự uy nghi bề thế như cái thao trường mà tiểu đoàn công binh sư đoàn giải công xây dựng hàng mấy tháng trời để cho bộ đội luyện tập vì thế cũng không là gì khi tiểu đoàn trưởng hoàng mạnh khẳng định như đinh đóng cột rằng đêm nay tiểu đoàn của ông sẽ thắng lớn sẽ làm nên lịch sử mặc dù ông cũng đã lường trước rằng hỏa lực của địch sẽ rất khủng khiếp bộ đội có thể phải hy sinh khá nhiều nhưng chiến thắng thì là điều chắc chắn. Niềm tin ấy của người Chỉ Huy đã được truyền tới từng chiến sĩ. Toàn tiểu đoàn hừng hực khí thế chiến đấu. Đại đội 9 có 100% chiến sĩ đăng ký trở thành dũng sĩ diệt Mỹ. Chính trị viên Lương Xuân Báo nói trước hàng quân trước lúc xuất phát vào vị trí chiếm lĩnh. Hỡi các chiến sĩ đại đội 9, giờ lập công đã đến. Mỗi cán bộ chiến sĩ đại đội chúng ta hãy quên mình chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Hỡi các đồng chí đảng viên đây là lúc các đồng chí chứng tỏ vai trò tiên phong vai trò lãnh đạo của mình nơi nào khó khăn nhất nguy hiểm nhất là các đồng chí phải có mặt để lãnh đạo quần chúng chiến đấu xứng đáng với tư cách của người chiến sĩ cộng sản hỡi các đồng chí đoàn viên thanh niên đây là thời cơ để các bạn chứng tỏ lòng trung thành của mình với đảng với tổ quốc với nhân dân trong số các bạn có nhiều đồng chí đã là cảm tình đảng là đối tượng của đảng nếu các đồng chí vượt qua được sự thử thách lập công trong trận đánh này thì Đảng sẽ mở rộng cánh cửa đón các đồng chí vào hàng ngũ vẻ vang của mình. Với tư cách là bí thư chi bộ Đảng, tôi chúc các đồng chí chiến đấu thắng lợi, lập được công lớn trong trận đánh lịch sử này. Đứng trong hàng quân, Kiên, xạ thủ B41, nói với tiểu đội trưởng Hướng: "Chưa bao giờ ông báo nói ngắn như vậy. Sắp đánh nhau đến nơi rồi." Nói thế là đủ. Hướng nói rồi hỏi lại Kiên: "Kiểm tra đạn kỹ chưa?" "Tốt rồi." tám quả đều là đạn mới cả đấy. Hướng vỗ vào ba lô đạn, trả lời. Vào đúng lúc đó, trung đội trưởng Hùng Phong bước tới và ra một mệnh lệnh đột ngột. Đồng chí Kiên, hãy giao B41 cho đồng chí Hướng. Trận này, trung đội quyết định giao cho đồng chí Hướng sử dụng hỏa lực B41. Đồng chí sẽ luôn phải bám sát trung đội trưởng để nghe chỉ thị sử dụng hỏa lực. Đồng chí Khang, trung đội phó sẽ trực tiếp chỉ huy tiểu đội của đồng chí. Kiên ngơ ngác hỏi, vậy tôi sẽ làm gì đồng chí mang tiểu liên AK của đồng chí Hướng luôn đi sát bên cạnh đồng chí Hướng để làm xả thủ thay thế khi cần thiết nhưng đây là mệnh lệnh không tranh cãi nữa hai đồng chí đổi trang bị vũ khí cho nhau đi Hướng định hỏi xem Hùng Phong đã xin ý kiến của đại đội chưa mà dám tự tiện thay đổi đội hình như vậy nhưng anh biết lúc này không phải là lúc tranh luận chưa bao giờ anh thấy Hùng Phong ra mệnh lệnh một cách nghiêm khắc quyết đoán như thế và lại đây cũng chính là điều mà anh đã mong đợi. Không biết có phải Hùng Phong hiểu được tâm nguyện của anh nên đã quyết định như vậy hay không? Nghĩ vậy nên anh quay lại, nói với Kiên. Trung đội trưởng đã quyết định như thế thì chúng mình phải chấp hành thôi. Thực ra, Hùng Phong chưa hề xin ý kiến đại đội về việc bố trí lại người sử dụng hỏa lực B-41 trong trận đánh này. Anh đợi tới lúc này mới quyết định là để khỏi có những tranh cãi vô ích. Trong những ngày qua, anh đã tranh thủ kiểm tra khả năng của xã thủ Nguyễn Trung Kiên và đi đến kết luận còn lâu, Kiên mới đạt được trình độ xả kích như Hướng. Hơn nữa, Hướng lại là người rất nhanh nhẹn, dũng cảm, một yếu tố vô cùng quan trọng đối với một xả thủ trong một trận đánh quyết liệt như trận này. Và lại, nếu anh Kiên quyết đòi thay đổi sớm thì có thể chính trị viên báo cũng sẽ đồng ý. Nhưng nếu thế thì ông ấy lại bố trí người khác lên thay chức tiểu đội trưởng. Như vậy chẳng thiệt thòi cho Hướng lắm sao. Ra mệnh lệnh thay đổi người sử dụng hỏa lực xong, Hùng Phong cảm thấy yên tâm hơn, phấn chấn hơn. Đêm nay, trung đội anh làm nhiệm vụ xung kích đánh chiếm đầu cầu. Nhất định hướng sẽ có dịp thổi bay vài ba cái lô cốt. Cậu ấy nhất định sẽ làm nên chuyện. Anh cũng cảm thấy may mắn vì trung đội do anh chỉ huy đã trải qua một trận đánh. Chưa thể gọi trận tao ngộ chiến ấy là một trận đánh lớn, nhưng dẫu sao cũng là một trận đỏ súng trực tiếp với bọn lính thủy đánh bộ Mỹ. Vì thế, các chiến sĩ trong trung đội đều tự tin hơn không còn ngơ ngác như hồi mới vào mặt trận. Hơn nữa, Đêm nay đại đội trưởng Nguyễn Hồng Thanh sẽ trực tiếp đi với mũi của trung đội anh. Có đại đội trưởng ở bên cạnh, anh không còn cảm thấy lo lắng nhiều nữa. Anh rất tin vào bản lĩnh của người đại đội trưởng nói ít, làm nhiều này. Trời vừa sắp tối thì tiểu đoàn được lệnh hành quân. Những người lính lặng lẽ băng qua những cánh rừng dày đặc xương răng. Lạnh xe sắt, tiếng chim khảm khắc vẫn đều đặn đếm thời gian. Đêm trừ tịch thiêng liêng, không gian dường như cũng yên ắng hơn mọi ngày. Vào giờ này, mọi gia đình việt nam đều tụ họp bên mâm cỗ cúng gia tiên chờ đón giờ khắc thiêng liêng khi một năm cũ đã qua đi một năm mới đang tới gần những thành bại được mất vui buồn trong một năm qua cũng đang được mọi người nhớ tới như những tất yếu của số phận họ đều tự an ủi mình như vậy để không mất đi niềm tin ở ngày mai dù những ngày vừa qua chỉ toàn những mất mát khổ đau ngày mai bao giờ cũng được người việt nam tin rằng sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm qua năm mới nhất định sẽ phải thành công hơn năm cũ những người lính đang hành quân vào trận đêm nay cũng đang nghĩ như vậy. Mặc dù luôn sẵn sàng chấp nhận hy sinh, nhưng vào giờ khắc này, không một ai lại tin rằng, ngày mai, khi mặt trời lên, mình sẽ không còn có mặt trên cõi đời này. 11 giờ đêm lân đã hoàn thành nhiệm vụ dẫn đường cho đại đội 7 làm nhiệm vụ mở cửa tới vị trí tiếp cận căn cứ địch. Anh đưa đại đội trưởng san bỏ tới chân hàng rào, chỉ mục tiêu cho anh rồi hỏi. Anh nắm được hướng tiến công rồi chứ? Rồi, nhưng đây đúng là cụm a mà lần trước bọn mình đã vào đấy chứ đúng rồi bên kia đường là khu ấp chiến lược tới giờ g khi ta nổ súng tiến công vào chi khu thì bộ đội địa phương sẽ đánh bọn dân vận ở bên đó để phá ấp chiến lược đưa nhân dân ra vùng giải phóng nhưng sao hôm nay trông nó khác thế nhỉ đại đội trưởng san băn khoăn hỏi địch mới tăng cường về đây một tiểu đoàn mỹ chúng có mở rộng thêm căn cứ một chút nhưng trinh sát trung đoàn cho biết rằng hệ thống hàng rào phòng thủ ở khu A không có gì thay đổi. Đại đội trưởng San chỉ sang phía trái, cách đó chừng 300 mét. Thế, cái gì kia vậy? Lân nhìn theo hướng tay anh chỉ và nhìn thấy một đống ngổn ngang, có vẻ như một cụm phòng thủ mới đang được xây dựng, hình như còn chưa hoàn thành. Trong ánh đèn pha, có thể nhìn thấy những u súng bằng bao cát còn đang đắp dở dang, những đoạn giao thông hào nham nhở, những mảng hàng rào dây kém gai ngổn ngang những chiếc xe ủi đất còn đứng trên sườn đồi và những chiếc xe bọc thép chưa triển khai thành đội hình đậu lố nhố phía xa mỗi khi ánh đèn pha quét qua ánh thép lại lóe lên những tia phản quang rõ ràng địch đã bố trí thêm một điểm phòng ngự tiền tiêu nhô hẳn ra phía đó hình như là một điểm phòng ngự cơ động sẵn sàng chi viện cho cả ba cụm khi bị tấn công hình như chúng chưa xây dựng xong trận địa phòng ngự chắc không có gì đáng ngại đâu hỏa lực của ta có thể khống chế được lân nói vậy nhưng cũng không tự tin lắm. Anh cũng cảm thấy rằng, nếu hỏa lực của ta không khống chế được bọn địch bên đó ngay từ đầu thì mũi tiến công cụm A sẽ bị hỏa lực địch quét ngang sườn, thậm chí có thể bị xe tăng địch tràn qua đánh vào phía sau đội hình thì sẽ rất nguy hiểm. Được rồi, không còn thời gian nữa đâu. Cậu về báo cáo ngay với tiểu đoàn chi tiết mới này và đề nghị tiểu đoàn khi nổ súng sẽ cho DKZ và cối 120 ly dập mạnh vào khu đó đừng để chúng nó sẽ ngang sườn chúng tôi. Đồng thời báo với đại đội 9 để họ canh chừng mấy cái xe tăng đó. Lân đáp rõ rồi vội cùng hai chiến sĩ trinh sát bò về phía sau. Vị trí chỉ huy tiểu đoàn cũng chỉ cách đó chừng 500 mét, ngay trên rông đồi đối diện. Cách đó không xa là trận địa hỏa lực của tiểu đoàn và đại đội DKZ tăng cường. Trận địa cối 120 ly nằm ở sườn đồi phía bắc trên đường bò về vị trí chỉ huy của tiểu đoàn lân và các chiến sĩ trinh sát gặp anh em thông tin đang giải dây điện thoại lên tiền duyên thấy họ đi lại lộn xộn anh vội chạy tới bảo này các ông thông tin bỏ thấp xuống chứ sao lại chạy lông nhông thế kia từ đây trở đi địch trong căn cứ có thể phát hiện ra bóng người di chuyển đấy mấy cậu lính thông tin không cãi nhưng cũng chẳng nghe lời anh họ vừa cười dinh dích vừa kéo những cuốn dây điện thoại chạy lông nhông trên triền đồi trống trơn lân vội nhắc hai chiến sĩ của mình chuồn nhanh thôi. Mắc họa với bọn này có phen đấy. Chẳng phải đợi lâu, Lân và hai chiến sĩ trinh sát vừa chạy về tới vị trí chỉ huy thì từ trong căn cứ, tiếng súng máy của địch đã nổ rền. Một quả đạn cối 81 ly nổ bung ngay trước căn hầm của chỉ huy tiểu đoàn vừa đào xong. Có chuyện gì thế? Tiểu đoàn trưởng Hoàng Mạnh vừa rũ đất bụi trên người vừa hỏi. Lân vội vàng chạy tới nói. Thủ trưởng xuống hầm đi. Có lẽ mấy cậu thông tin để lộ mục tiêu thôi mấy thằng danh này đã dặn là đi đứng phải cẩn thận đại đội bảy thế nào rồi báo cáo tiểu đoàn trưởng họ đã vào vị trí an toàn nhưng phía địch có sự điều chỉnh đội hình phòng ngự chúng mới xây dựng thêm một khu phòng ngự nhô ra ở phía mom đồi bên trái cụm a có lẽ chúng còn đang làm giờ tôi đã nhìn thấy cả những cái máy ủi máy đào chiến hào gì đó tiểu đoàn trưởng hoang mạnh lầm bẩm nếu không làm thịt nhanh thì cái con nhím này sẽ còn xòe thêm nhiều cái lông nhọn ra nữa. Không sao, chúng ta sẽ vặt ngay những cái lông nhọn đó. Nhưng chúng tôi còn thấy hình như bên ấy có cả mấy cái xe tăng hay xe bọc thép gì đó. Đại đội trưởng San đề nghị tiểu đoàn, đến giờ nổ súng xin cho hỏa lực dập tối đa vào cái mỏm đồi đó và thông tin ngay cho C9 biết để họ canh chừng. Được rồi, sẽ có hỏa lực tiểu đoàn trưởng nói nhỏ rồi dọi chiếc đèn pin bé tí vẫn dùng để soi bản đồ lên chiếc đồng hồ trên cổ tay, sắp tới giao thừa rồi. Rồi ông gọi với sang hầm bên cạnh. Ông sớm ơi, thử mở đài xem có bắt được Hà Nội không để nghe bác Hồ chúc Tết. Có tiếng chuông điện thoại, anh trung đội trưởng thông tin từ dưới hầm nhô lên. Báo cáo tiểu đoàn trưởng, đường dây liên lạc với trung đoàn và trận địa pháo đã thông. Trung đoàn trưởng đang chờ nói chuyện với thủ trưởng ạ. À. Tiểu đoàn trưởng vừa chui vào hầm để nói chuyện điện thoại thì chính trị viên Lê Văn Sởm từ dưới căn hầm gần đó nhô lên, tay cầm cái đài Si-ong, mau gọi rối rít: "Ông Mạnh ơi, bắt được đài Hà Nội rồi, đang ca nhạc đón giao thừa, lát nữa sẽ có thừa chúc Tết của bác Hồ đấy. Lại một loạt đạn cối của địch nổ gần. Chính trị viên ngồi thụp xuống che lấy cái đài, Lân vội kéo ông ta nằm xuống. "Thủ trưởng cẩn thận đấy, ngay lúc đó có tiếng chân chạy huỳnh huỵch tiếng kêu la rồi một chiến sĩ thông tin chạy bổ tới, kêu thất thanh. Thủ trưởng ơi, chúng em, bị hết rồi. Anh trung đội trưởng thông tin chạy đến đỡ lấy cậu ta hỏi dồn Tuyến nào đấy? Lên đại đội 7, bốn đứa chúng em gần giải dây tới nơi thì chúng pháo. Thằng Hào chết rồi, thằng Điện bị thương chúng em vừa khênh về kia. Chính trị viên sớm quát. Đưa về trạm phẫu ngay, trung đội trưởng, cho người thay thế tiếp tục kéo đường dây lên đại đội 7 mau lên. Trước đài Sion, mao của chính trị viên tiểu đoàn vẫn réo rắt phát ra giọng hát hát của Bích Liên. Đường giao liên chúng ta đi dài theo theo đất nước. Tiểu đoàn trưởng mạnh từ dưới hầm chui lên hỏi. Ai bị thương đấy? Mấy đứa thông tin, chính trị viên sớm trả lời. Đường dây lên đại đội 7 vẫn chưa thông đâu. Hướng đại đội 9 cũng vừa mất liên lạc rồi. Hình như đường dây bị pháo bắn chúng Thông tin liên lạc thế này thì chết. Cậu Lân, Đi gọi cho tôi tiểu đội trưởng truyền đạt lại đây. Mà sao cậu Vinh vẫn chưa về nhỉ? Sắp đến giờ nổ súng rồi con gì? Chắc cậu ấy cũng sắp về thôi. Đại đội 8 phải đi xa hơn cả mà. Trung đoàn có chỉ thị gì mới không? Trung đoàn thông báo tham mưu trưởng trung đoàn đang trên đường xuống đây đốc chiến. Nếu gặp khó khăn thì trung đoàn trưởng cũng sẽ xuống. Thôi, anh tắt cái đài đi. Chính trị viên Ngạc Nhiên hỏi lại. Thì chính anh bảo mở đài để nghe Bắc chúc Tết mà để đến mai nghe lại cũng được. Lúc này cần phải tập trung tinh thần ở mức cao nhất. Khuyên, tiểu đội trưởng tiểu đội thông tin chạy chân đã tới. Tiểu đoàn trưởng ra lệnh. Truyền đạt ngay mệnh lệnh của tôi cho các đại đôi. Đến giờ nổ súng, tiểu đoàn sẽ bắn pháo hiệu làm hiệu lệnh. Các đơn vị sẽ theo hiệu lệnh đó mà đồng loạt nổ súng. Gọi hai thiến sĩ pháo lệnh mang súng bắn pháo hiệu lại đây ngay. Rõ chưa? Tiểu đội trưởng khuyên đáp rõ rồi lao ngay vào bóng đêm. Pháo địch bắn ngày một dài hơn nhưng tầm bắn cũng đã xa hơn. Các loại súng cối cũng bắn thưa dần. Tiểu đoàn trưởng nghe pháo nổ một lúc rồi nới chính trị viên. Có vẻ như chúng tưởng đã xua được Việt Cộng ra xa căn cứ rồi. Tốt lắm, yếu tố bất ngờ vẫn chưa bị mất. Tình hình này có lẽ ta phải thay đổi phương pháp chỉ huy một chút. Lát nữa cậu Vinh về tôi sẽ giao cho cậu ấy trực tiếp xuống đại đội 7 đốc chiến để làm sao cho thằng C7 mở cửa cho thật nhanh ở hướng chính diện để đại đội 9 đánh vào dứt điểm mục tiêu A càng nhanh càng tốt. Cần phải chiếm trung tâm chỉ huy của địch thật nhanh mới được. Lại có tiếng chuông điện thoại reo. Tiểu đoàn trưởng chui xuống hầm nghe máy. Đầu dây bên kia là tiểu đoàn phó Phạm Quang Vinh ở trong máy, tiếng anh méo sẹo, rất khó nghe. Báo cáo tiểu đoàn trưởng, đại đội 8 đã vào được vị trí, nhưng địch đã tăng cường phòng ngự ở cụm C ngoài hai trận địa pháo còn có thêm một trận địa phòng ngự tạm thời của bộ binh và có cả xe thiết giáp nữa ạ à. mặc chứng nó tăng cường gì thì cũng đánh nói với anh em tiểu đoàn sẽ chi viện thêm bằng hỏa lực pháo binh đại đội tám cố mà phá tan mấy cái trận địa pháo ấy đi chúng nó bắn láo lắm còn cậu về ngay hướng chính diện trực tiếp ở đó chỉ huy hai đại đội tiến công trên hướng nhé chú ý là có mấy cái xe tăng địch bố trí ở mỏm đồi bên trái ấy hình như chúng nó mới rúi thêm ra đấy xây dựng một cụm hỏa lực đề kháng gì đó cậu về đó ngay đi nhé đề phòng mất liên lạc đến giờ nổ súng tôi sẽ cho bắn pháo hiệu làm lệnh tiểu đoàn phó vinh thẳng thốt kêu lên trong máy không nên bắn pháo hiệu thủ trưởng ạ à. sao lại không tôi sẽ bắn nếu cần tôi sẽ dùng cả kèn đồng để alo nghe rõ không lại mất liên lạc rồi trung đội trưởng thông tin đâu nhưng trung đội trưởng thông tin cũng phải trực tiếp lên đường dây rồi tiểu đội phó tiểu đội trinh sát trương đình lân hiểu rằng đây là lúc người chỉ huy cần đến mình nên lên tiếng thay cho anh ta báo cáo tiểu đoàn trưởng trung đội trưởng thông tin đã phải trực tiếp cùng anh em đi khắc phục đường dây rồi à nếu thủ hưởng cần gì cứ ra lệnh tiểu đội trinh sát còn ba người ở đây ạ à. tốt các cậu cứ ở đó sẵn sàng cùng với tớ lên hàng rào khi anh em họ phát triển vào bên trong căn cứ địch báo cáo rõ Lân đáp. Đồng chí cho người qua tổ đài ra lệnh cho họ mở máy bắt liên lạc với trung đoàn ngay khi có lệnh tiến công. Lân vừa bảo vững sang hầm của tổ đài vô tuyến truyền lệnh thì có một nhóm người lúc xúc chạy tới. Lâm cảnh giác trong súng về hướng đó rồi quát lên. Ai? Sông Dinh 4. Sông Dinh 5. Khẩu lệnh đúng. Các đồng chí tìm bộ phận nào? Chỉ huy tiểu đoàn 7 ở đây phải không? Tiểu đoàn trưởng Hoàng Mạnh đã nhận ra tiếng người liền hỏi anh Cường phải không? Chúng tôi ở đây. Các anh đến châm thế. Lạc, các ông trinh sát một mùa này suýt nữa thì đưa chúng tối vòng sang bên kia đường chín. Ngồi trong bóng đêm lân chợt mỉm cười, thì gia quân của ông Côn cũng có lúc bị lạc đường nữa là. Tham mưu trưởng trung đoàn Nguyễn Mạnh Cường dẫn theo một tổ đài và một tổ trinh sát tới theo dõi trận đánh. Vừa tới bên cửa hầm chỉ huy, anh hỏi ngay. Tình hình thế nào rồi, anh Mạnh? Các mũi tiếp cận tốt, riêng liên lạc thì rất kém đường dây tới các đại đội bị pháo bắn đứt liên tục tôi đang lo đến lúc nổ súng sẽ không chỉ huy được đây này chỉ huy của tiểu đoàn ngồi cả ở đây à cậu vinh đang ở trên cửa mở cậu ấy sẽ ở đó chỉ huy hướng chủ yếu tôi có mang theo một tổ đài anh có thể đưa lên cho anh vinh để bảo đảm liên lạc thế thì tốt quá đồng chí lân đông có tôi cho một trinh sát đưa tổ đài của trung đoàn lên cửa mở giao cho tiểu đoàn phó ngay nhé. Khẩn trương, tôi đi có được không ạ? À? Không, cậu phải nằm lại đây để sẵn sàng đưa chúng tôi lên trên đó. Rõ, đồng chí Tiến đưa tổ đài của trung đoàn lên cửa mở giao cho tiểu đoàn phó. Rõ, Tiến đáp rồi chạy tới nói lớn. Các đồng chí thông tin theo tôi. Tiến và tổ đài lập tức mất hút trong bóng đêm. Tiểu đoàn trưởng hoàng mạnh nói với tham mưu trưởng đây là hầm chỉ huy của tôi. Mời anh xuống dưới đó báo cáo về trung đoàn kẻo trung đoàn trưởng đang lo cho anh đấy. Tham mưu trưởng trung đoàn vội chui ngay xuống hầm gọi điện thoại về trung đoàn báo cáo tình hình. Tiểu đoàn trưởng mạnh mệt mỏi ngồi xuống bên cửa hầm, bảo chính trị viên. Hay ông lại mở đài đi. Chính trị viên khẽ cười thì lại mở vậy. Lần nghe tiếng công tác đài khẽ kêu tách một cái rồi có tiếng sóng rột rẹt. Bỗng tiếng chuông đồng hồ nhà bưu điện bờ hồ vang lên lành lót. Tiểu đoàn trưởng Hoàng Mạnh vụt đứng dậy giao thừa rồi đến giờ rồi chiến sĩ pháo lệnh đâu từ trong bóng đêm mờ ảo hai chiến sĩ pháo lệnh đột ngột bước ra báo cáo tiểu đoàn trưởng chúng tôi có mặt chuẩn bị bắn pháo hiệu phát lệnh tấn công chính trị viên lê văn sớm cuống quyết để nghe bác chúc tết đã tham mưu trưởng từ dưới hầm cũng hét toáng lên trung đoàn trưởng đã ra lệnh nổ súng tiếng pháo đã nổ gian trong sóng radio cậu vững vẫn ngồi bên cạnh Lân chợt vỗ tay reo lên. Pháo giao thừa đấy, anh Lân ơi! Nhưng Lân chưa kịp nghe tiếng pháo giao thừa từ quê hương vọng đến thì đã nghe tiếng tiểu đoàn trưởng Trần Mạnh hô lớn. Giờ hiệp đồng đã đến. Pháo lệnh, bắn. Bụp, bụp, bụp. Ba phát pháo hiệu đỏ rực rạch bóng đêm bay vút lên không trung. Không gian như trùng xuống trong dây lát rồi từ phía hàng rào căn cứ địch những ánh chớp liên tiếp lóe lên kèm theo những tiếng nổ dữ dội của bọc phá. Ngay lập tức, các trận địa pháo của ta đồng loạt nổ rền. Chỉ trong phút chốc, căn cứ địch như chùm lên trong khói và lửa. Trận tiến công dữ dội vào căn cứ quân sự cam lộ trong chiến dịch Tết Mậu Thân đã bắt đầu. Những người lính đang lao vào trận quyết chiến này chưa hề biết rằng, cùng với họ cả miền Nam đang đồng loạt nổi dậy và tiến công kẻ thù trên khắp các chiến trường. Vào thời khắc họ lao lên đánh bục phá mở cửa cho xung kích tiến vào căn cứ cam lộ thì ở tận Sài Gòn, Đại sứ quán Mỹ và hàng loạt những mục tiêu quan trọng khác cũng đang bị tiến công. Họ không hề biết rằng họ đang tham gia vào một chiến dịch lịch sử, một cuộc tổng tiến công và nổi dậy tài tình, chưa từng xảy ra ở bất cứ nơi nào trên thế giới này và có tầm quan trọng đặc biệt trong lịch sử chiến đấu chống xâm lược của dân tộc mình. Để từ đây, tạo ra một bước ngoặt quan trọng cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta. Trong tiếng pháo, tiếng bộc phá, tiếng súng nổ rền trời, Trương Đình Lân vẫn còn nghe được tiếng Bắc Hồ vang lên trong chiếc radio trên tay chính trị viên tiểu đoàn. Năm qua thắng lợi vẻ vang. Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to. Vì độc lập, vì tự do. Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy Nhào. Tiến lên. Chiến sĩ đồng bào. Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn. Thực ra, cho đến tận ngày hôm nay anh cũng không rõ khi ấy mình đã kịp nghe hết bài thơ chúc Tết thiêng liêng ấy của Bắc Hồ hay chưa vì dường như đúng vào thời khắc đó những quầng lửa sáng lòa chụp ngay xuống đầu anh cùng với những tiếng nổ dữ dội anh còn kịp nghe thấy tiếng tiếng cậu vững kêu lên chết rồi pháo kích đấy ngay sau đó anh thấy mình như đang từ từ rơi xuống một vực thẳm không cùng và tuyệt đối im lặng khi nhìn thấy những phát pháo hiệu đỏ bắn lên đại đội trưởng nguyễn hồng thanh đập nhẹ vào vai hùng phong nói nhắc anh em đừng nằm ép ngực xuống đất ngay lập tức những chớp lửa lóa trước mặt Mặt đất dung chuyển bởi những khối bộc phá nổ liên tiếp. Đất đá cùng những mảnh vụn dây kém gai rơi rào rào trên lưng họ. Tiểu đoàn phó Phạm Quang Vinh vừa lúc xúc chạy đến vừa gọi váng lên. Thanh đâu? Thanh đâu? Tớ ở đây. Đại đội trưởng Thanh vừa rũ bụi đất trên đầu vừa lên tiếng. Tớ ở đây. Vinh hả? Cẩn thận đấy. Tiểu đoàn phó Vinh ném người xuống bên cạnh đại đội trưởng Thanh nói trong hơi thở gấp. Coi chừng bên kia chúng nó có xe tăng đấy. Thấy rồi, nhưng chúng nó chưa dám bỏ ra khỏi mỏm đồi đó đâu. Có liên lạc được với tiểu đoàn không? Vừa mất liên lạc, thông tin chưa khắc phục được. Khắp nơi đã rền vang tiếng súng, tiếng đạn pháo. Tiếng bộc phá mở rào. Hình như pháo binh của mặt trận cũng tham gia bắn chuẩn bị, chủ yếu kiềm chế các trận địa pháo địch ở khu B. Mấy khẩu cối 120 ly và DKR của sư đoàn đang bắn tập trung vào cụm A, yểm trợ cho đại đội 7 mở cửa. Mọi việc diễn ra khá suôn rẻ trong những phút đầu của trận đánh vì có lẽ địch còn chưa kịp định thần. Chúng chưa xác định được hướng công kích chủ yếu của ta, vì trên hướng đại đội 8 có vẻ như anh em đã mở xong cửa mở. Đã nghe tiếng súng tiểu liên và tiếng lựu đạn nổ rền. Nếu pháo binh ta chưa kịp chuyển làn thì bộ đội chưa thể phát triển được vào sâu trong căn cứ địch. Không cẩn thận là nện vào lưng nhau, quân ta chiến thắng quân mình như bỡn. Lại một loạt bộc phá nữa nổ rền ở trước mắt, Đại đội trưởng thanh vỗ vào cái mông của Hùng Phong ở ngay phía trước ra lệnh. Phát triển vào bên trong hàng rào, dùng hỏa lực chi viện cho đại đội 7 để họ mở cửa. Hùng Phong bật dậy hét lên. "Trung đội 3, theo tôi." Các chiến sĩ bật dậy lao lên trong ánh chớp đạn. Tiểu đoàn phó Vinh cũng quay lại nói với tiểu đội trưởng Ngạn, người từ chập tối đến giờ vẫn luôn bám sát anh cậu bỏ xuống xem có liên lạc với tiểu đoàn chưa và lệnh cho đại đội hỏa lực đưa dk và đại liên lên trên này ngay ngạn vừa chạy đi thì từ trên hàng rào một tốp người lô nhô chạy xuống báo cáo đại đội bảy xin đưa thương binh liệt sĩ ra đó là tiếng chính trị viên phó đại đội bảy tiểu đoàn phó vinh bật dậy lao về phía đó thương vong bao nhiêu rồi mười hai đưa ngay ra khẩn trương lên kẹo ùn tắc cửa mở bây giờ mẹ nó cửa mở sáng như ban ngày thế này thì nó bắn gục hết. Trung đội của Hùng Phong quả nhiên đã bị ùn lại bên cửa mở. Đại liên địch bắn như vãi đạn. Đạn phóng liệu M79 nổ đoang loác dọc hai bên cửa mở. Bộ đội đa số bị thương vì cái của khỉ này. Phía trước đại đội 7 đang tổ chức đưa thêm đội 2 lên để mở nốt những lớp rào cuối cùng. Tốc độ mở cửa thế này là chậm rồi. Đại đội trưởng Thanh bò tới bên trung đội trưởng Hùng Phong hỏi. Cậu có thấy hai ụ đại liên kia không? Tôi thấy rồi. Cho B41 lên thổi nó đi. Nếu không anh em C7 sẽ khốn đốn với nó đấy. Hùng Phong đáp rõ. Rồi bỏ tới phía hướng và kiên. Một quả M79 nổ đoác trước mặt. May mà anh cảnh giác bỏ thấp nên chỉ thấy lóa mắt. Đất đá và mảnh đạn bay veo véo trên đầu. Ai đó ở phía sau kêu ôi tôi bị thương rồi. Hùng Phong không ngoái lại mà tiếp tục trườn tới. Hướng, thấy hai u súng máy kia không? Thấy rồi, Chơi thằng nào trước đây? Thằng bên trái trước đi. Xong rồi, Kiên ôm lấy ba lô đạn nhé, tớ lên đây. Trong ánh pháo sáng và ánh chớp ma quái của đạn vạch đường Hùng Phong nhìn thấy hướng trườn thoăn thoắt như con thạch sùng dọc theo cửa mở. Các bộc phá viên của đại đội bảy lăn qua một bên nhường đường cho anh. Chỉ một loáng, hướng đã tới tầm bắn. Anh quan sát một lát, ước lượng cự ly, lấy đường ngắm rồi lựa lúc hỏa lực địch hơi ngất liền bật dậy trong tư thế quỳ hướng nòng súng về phía mục tiêu và siết cò, quỳnh, hoàng. Ánh lửa hậu phụt một luồng đỏ rực về mé phải khiến một mảng hàng rào đỏ rực lên trong thoáng chốc gây nổ hàng loạt trái mìn. Đất đá, dây kém gai tung lên mù mịt cả khu vực cửa mở. Hùng phong tranh thủ khoảng khắc ấy lao vụt lên. Khá lắm, hạ nốt thằng bên phải đi. Hướng không nghe thấy gì cả, mà chỉ thấy người chỉ huy bộc phá của đại đội 7 khóa tay ra lệnh cho anh em bộc phá viên lao lên rồi nằm bẹp xuống phía trước mình chờ đợi. Anh hiểu rằng mình phải nhanh tay hơn. Hướng nằm nghiêng với quả đạn kiên vừa đưa cho rồi nhanh chóng lắp vào nòng súng. Khẩu đại liên bên phải cửa mở vẫn đang nhả đạn veo véo trên đầu. Anh em đại đội 7 đang dùng tiểu liên bắn kiềm chế để cho hướng hành động. Anh quan sát một vài giây rồi ôm súng lăn hai vòng về mé trái. Tất cả nằm thấp xuống. Tôi bắn đây. Quỳnh, Hoàng. Cụm lửa màu da cam chụp ngay xuống ụ đại liên. Chúng rồi. Đại đội 7, bộc phá, tiến lên. Những chấp lửa bộc phá nổ liên tiếp. Phía sau, tiếng tiểu đoàn phó vinh vang lên. Đại đội 9, chuẩn bị sung phong. Rõ, anh em đại đội 9, tiến lên. Đại đội trưởng Thanh bật đậy lao theo trung đội Hùng Phong. Chính trị viên Lương Xuân Báo và đại đội Phó Đồng Tiến Phi chỉ huy đội hình đội phía sau của đại đội cũng ao ạt lao qua cửa mở. Tiểu đoàn Phó Vinh quay lại hỏi, đại đội hỏa lực lên chưa? Chúng tôi đã có mặt, tiếng đại đội trưởng đại đội hỏa lực vang lên. Đưa một khẩu đại liên, một khẩu DKZ lên chi viện cho C9. Còn khẩu DKZ nào ở phía dưới không? Báo cáo, hai khẩu bố trí sẵn sàng ở đây để phòng xe tăng địch từ mỏm đồi bên kia lao sang bịt cửa mở. Rõ. Ngạn, tiểu đội trưởng trinh sát đã tìm được tổ thông tin vô tuyến của trung đoàn tăng cường đưa vội đã lên cửa mở giao cho tiểu đoàn phó Vinh. Anh mừng rỡ, kéo họ nằm xuống bên cạnh mình rồi ra lệnh. Bắt liên lạc ngay với tiểu đoàn cho tôi. Điện đài viên lập tức mở máy, réo rắt gọi trong tiếng đạn nổ rền trời. Alo, alo, sông Dinh 4 gọi sông Dinh năm nghe rõ trả lời lập tức có tiếng đáp lại. Alo, sông Dinh không năm nghe rõ, sông Dinh năm nghe rõ. Năm yêu cầu chỉ huy bốn báo cáo tình hình ngay. Yêu cầu chỉ huy bốn báo cáo tình hình ngay. Vinh vội giật lấy tổ hợp, rồi nói như hét vào máy. Sông Dinh bốn báo cáo, cửa mở hướng chủ yếu đã thông, xung kích đang đánh vào tương thầm. Yêu cầu năm cho pháo bắn vào dẻo đội hình thành lằn, bên trái đội hình và bắn kiềm chế pháo binh địch. Thương binh khá nhiều, yêu cầu năm bố trí tải thương ra đón anh em đưa về phẫu nghe rõ trả lời sông dinh năm nghe rõ yêu cầu bốn khẩn trương cho bộ đội đánh chiếm mục tiêu không để kéo dài đến khi trời sáng hướng cụm b có tình hình gì chưa báo cáo sông dinh bốn báo cáo bộ đội đã mở được hàng rào cụm b chưa rõ tình hình phát triển xin báo cáo sau Sông đinh năm yêu cầu 15 phút báo cáo một lần sẽ cho pháo bắn theo yêu cầu chú ý sẵn sàng đánh địch phản kích alo sông dinh bốn yêu cầu được nói chuyện trực tiếp với chủ nhà vinh hỏi vội vì ngay từ đầu anh đã nhận ra giọng nói trên máy không phải của tiểu đoàn trưởng hoàng mạnh alo sông dinh bốn nghe đây chủ nhà ốm nặng không tiếp khách được tôi là ông chú đến thăm từ đây sẽ thay thủ nhà tiếp khách nghe rõ trả lời alo bốn nghe rõ hết báo cáo tiểu đoàn phó vinh buông máy chân tay tự nhiên giá rời anh Mạnh, anh sớm. Các anh làm sao rồi? Anh khẽ kêu lên vì đã hiểu rằng hình như cả tiểu đoàn trưởng lẫn thính trị viên đều đã bị thương nặng hoặc hy sinh rồi. Cái ông chú ông Bắc vừa liên lạc với anh chính là tham mưu trưởng Nguyễn Mạnh Cường. Như vậy, ban chỉ huy tiểu đoàn hiện nay chỉ còn một mình anh chỉ huy chiến đấu. Chính trị viên Phó Đồ Hồng Phương đã được giao nhiệm vụ làm công tác thương binh tử sĩ ở tuyến sau rồi. Anh cũng hiểu, bây giờ chưa phải lúc báo tin đau buồn này cho những người chỉ huy kể cả những đồng chí trong đảng ủy. Hãy cứ làm như các anh ấy vẫn đang chỉ huy chiến đấu để khỏi ảnh hưởng đến tinh thần bộ đội. Tiểu đoàn Phó Vinh nghĩ nhanh như vậy rồi quay sang tiểu đội trường trinh sát. Đồng chí ngạn, đồng chí hãy trực tiếp sang bắt liên lạc với đại đội 8, nắm tình hình chiến đấu ở bên đó rồi về đây báo cáo tôi ngay. Nói với đồng chí Bình, không cần liên lạc trực tiếp với chỉ huy tiểu đoàn nữa. Có tình huống gì đặc biệt cho liên lạc chạy chân tìm tôi ở cửa mở hướng chính diện. Tiểu đội trưởng ngạn vội chạy đi ngay. Tiểu đoàn phó vinh quay lại ra lệnh cho tổ thông tin. Các đồng chí hãy bám sát tôi. Rồi anh nhằm hướng cửa mở mà tiến lên. Trên đó bộ đội ta đã làm chủ hoàn toàn khu ngoại vi căn cứ địch. Hướng bắn đến quả B-41 thứ năm thì tai anh ù đặc. Không còn nghe thấy tiếng gì nữa mặc dù xung quanh anh tiếng súng, tiếng đạn, tiếng người la hét, kêu gào vẫn rền vang, hỗn loạn như trong một cái lò bát quái. Từ khi không còn nghe được những tiếng động bên ngoài, trận đánh ác liệt diễn ra trước mắt anh trở nên kỳ lạ, huyền hoặc như đang xem một đoạn phim câm. Lửa cháy, đạn nổ, đạn vạch đường rừng rực, chói lòa, nhằng nhịt trước mắt. Những người chạy, người ngã vật xuống, máu xối, ruột lòi, những mảnh thi thể cả ta cả địch văng lên trong ánh lửa cũng trở nên lạ lẫm, trung tính và vô cảm. Anh bỗng hiểu ra rằng, âm thanh mới là cái làm nên sự dữ dội của chiến tranh. Anh đã không còn cảm nhận được sự dữ dội đó nữa. Những cái anh nhìn thấy giống như trong một trò chơi con trẻ, chỉ đến khi những người đồng đội của anh đột nhiên trúng đạn, ngã vật xuống trước mặt, anh mới như sực tỉnh và hiểu ra rằng mình đang ở giữa cái khoảng mong manh của sự sống và cái chết. Thực ra, sau khi bắn xong quả đạn thứ tư vào một chiếc xe bọc thép M113 đang ầm ầm lao tới trước mặt, biến nó thành một đống lửa đỏ rực, anh đã quyết định quay lại trao súng cho Kiên từ đầu trận đến giờ cậu ấy vẫn bám sát anh không rời nửa bước và cứ mỗi khi anh bắn xong một quả đạn, chỉ cần qua tay ra phía sau là đã bắt được quả đạn kiên đưa cho để anh lắp tiếp vào khẩu súng giờ đây cũng đã nóng rực. Nhưng lần này bắn xong quay lại thì anh không còn bắt gặp quả đạn kiên chia ra cho anh nữa. Anh hốt hoảng chạy lộn lại vài bước thì thấy Hùng Phong dường như đang cố sốc kiên dậy. Anh không nghe thấy Hùng Phong nói gì mà chỉ thấy một tay cậu ta đang cố sốc kiên lên. Tay kia chỉ về phía trước rồi rất nhanh cầm cái ba lô đạn chỉ còn bốn quả quăng về phía hướng. Hướng chộp lấy ba lô đạn, lăn người qua một bên vì cảm thấy hình như mặt đất lại rung lên. Anh vội vàng lắp quả đạn thứ năm vào súng. ngẩng lên, đã thấy một khối sắt thép lù lù như vừa chui ra từ đống nhà cửa đổ nát, từ phía sau đống lửa của chiếc xe bọc thép vừa bị anh bắn cháy. Đó là một thằng M41 chứ không còn là xe bọc thép nữa. Anh vui mừng nghĩ vậy rồi, không biết lấy đâu ra sức lực anh bật dậy. Gần như đứng thẳng, nhằm vào cái khối sắt di động ấy mà siết cò. Một quầng lửa bùng lên và ngay sau đó là sức dội trở lại của không khí bị xé toang đẩy anh ngã vật người về phía sau. Rồi anh hoàn toàn không nghe thấy gì nữa. Cứ tưởng mình đã chết, trong lòng anh bỗng xuất hiện một cảm giác nhẹ nhõm, thanh thản. Anh nhắm mắt buông xuôi, phó mặc cho cơ thể mình được giãn ra, trôi vào trạng thái nghỉ ngơi. Nhưng, đúng lúc ấy, anh cảm thấy có bàn tay ai đó đang sốc mình dậy, y như động tác mà anh vừa nhìn thấy Hùng Phong làm với cậu Kiên vậy. Anh liền mở choàng mắt và nhận ra gương mặt sạm đen khói đạn của Hùng Phong trong nhập nhòa chớp lửa. Hình như cậu ta đang cố hét lên câu gì đó nhưng hướng hoàn toàn chẳng nghe thấy gì. Đáp lại, anh tét miệng cười rồi cố vùng ra khỏi đôi bàn tay của Hùng Phong. Cậu ta bèn quỳ xuống, ghé sát vào tay anh mà hét lên. Nhưng anh chỉ cảm thấy hơi thở sặc mùi thuốc súng của cậu ta phả vào mặt mình mà thôi. Tớ cóc nghe thấy tiếng gì nữa rồi. Anh gào lên muốn rách cả cổ họng nhưng ngay cả tiếng mình anh cũng không nghe thấy nữa. Dường như Hùng Phong đã hiểu. Anh vỗ vào vai hướng một cái thật mạnh rồi ra hiệu đưa cho anh ta khẩu súng và chỉ tay ra phía cửa mở. Hình như muốn nói rằng anh hãy trao súng cho cậu ta rồi rút ra trước đi. Hướng điên tiết chửi một câu thật tục rồi vùng vằng trồm dậy, lao về phía trước. Hùng Phong và mấy người đồng đội vội vã lao theo. Đại đội 9 đã vào được trung tâm căn cứ địch đại đội trưởng thanh chia đơn vị thành nhiều mũi tản ra đánh chiếm từng căn nhà từng lô cốt ụ súng thực ra khi đã vào đến đây rồi đại đội trưởng thanh cũng không biết phải triển khai tiến công như thế nào nữa anh cũng không nhận ra đâu là khu thông tin đâu là khu chỉ huy những căn nhà vòm đắp bao cát xung quanh giống nhau như đúc công sự ụ súng cũng rất nhiều nhưng có chỗ có địch trụ lại chống cự có chỗ thì hoàn toàn không còn một mống địch nào chẳng hiểu chúng chạy đi đâu mà hình như sức kháng cự có vẻ đang giảm đần. Hai mũi phản kích của địch, một đánh vào hướng chính diện, một đánh vào phía sau đội hình định bịt cửa mở đều đã bị ta bẻ gãy. Bọn xe tăng thiết giáp địch rút sâu vào phía đường 9, dùng súng máy và pháo bắn dữ dội nhưng không tiến ra nữa. Tiếng súng ta, súng địch vẫn rền vang bốn phía nên cũng không thể đoán định được nơi nào ta đã hoàn toàn làm chủ trong cái căn cứ rộng mênh mông này anh bắt đầu cảm thấy bối rối khi biết rằng đại đội của mình đã thương vong tới quá nửa quân số trong khi đó không biết cấp trên có tung đội dự bị vào để tiếp tục cùng các anh đánh chiếm hoàn toàn căn cứ địch hay không đến lúc này thì anh hiểu rằng ném một tiểu đoàn vào cái căn cứ hỗn hợp này quả là như muối bỏ bể đại đội phó đồng tiến phi vừa bị thương chính trị viên lương xuân báo thì chưa thấy đâu anh không biết phải bàn bạc với ai nên vội chạy đi tìm hùng phong anh trung đội trưởng này vẫn đang hùng hục thúc bộ đội tiến sâu vào trong căn cứ địch mà có thể không đề phòng bị địch bao vây cô lập, trong khi các trung đội khác đang gom quân lại để đánh chắc, tiến chắc. Nhưng đại đội trưởng Thanh chưa bắt kịp trung đội Hùng Phong thì pháo từ Đông Hà, từ căn cứ 241 và không biết từ đâu nữa bắt đầu truyền làn, bắn giữ đội vào căn cứ. Lạ nhỉ, sao chúng nó lại cho pháo bắn thẳng vào đây là làm sao? Định giết luôn cả quân của chúng hay sao? Hay trong căn cứ còn có hầm ngầm? địch rút cả xuống đó rồi gọi pháo bắn chùm lên căn cứ anh chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đạn pháo đã nổ rầm rầm xung quanh tất cả dừng lại tìm cách tránh pháo không phát triển nữa anh hét lên hy vọng anh em nghe được tiếng mình vừa lúc đó có người lao sầm tới trước mặt anh thanh đấy hả ôi trời anh báo ông đi đâu thế hả tôi theo trung đội một anh em bị thương vong nhiều quá tôi cho lui ra đây rồi anh có thấy trung đội Hùng Phong ở phía trước không? Có. Chúng nó đang đánh vào trạm công binh. Bọn tôi đã vào tận cái bãi đậu máy cày máy ủi của tụi nó. Toàn những loại máy ủi, máy cày to đùng. Hình như có cả máy đào hào hay sao ấy. Tôi ra lệnh cho anh em hóa vàng bằng hết rồi cho tạm lui ra để củng cố lại đội hình. Cứ đánh ảo ảo thế này thì không biết thế nào mà lần. Anh làm đúng đấy, tôi cũng đang định ra lệnh như vậy. Pháo địch bắn ngày càng dữ dội hơn đạn pháo hất tung cả những căn nhà mái vòm mà đại đội chưa kịp đánh tới. Chúng nó đánh kiểu gì thế nhỉ? Sao lại bắn thẳng vào đây là làm sao? Có thể địch nhận định rằng căn cứ của chúng đã bị tràn ngập nên cho pháo binh đánh hủy diệt lực lượng ta. Nguy rồi, có thể chúng đã rút hết xuống hầm ngầm rồi chơi trò đánh xóa đấy. Vừa lúc đó tiểu đội trưởng trinh sát Nguyễn Ngọc Ngạn vừa hồng học chạy tới vừa hét lên. Đại đội trưởng Thanh, tôi tìm đại đội trưởng Thanh. Thanh đây, đằng này kia, cẩn thận, pháo đấy. Sau một loạt pháo nổ thì thấy ngạn như từ dưới đất chui lên, giọng khàn đặc. Tiểu đoàn ra lệnh lui quân, chú ý không bỏ sót thương binh sử sĩ. Ngạn định chạy đi ngay, chính trị viên báo vội gọi giật trở lại. Ngạn, nhờ cậu đưa dùm số thương binh nhẹ này ra trước với. Ngạn nhận lời, số anh em bị thương nhẹ mới được băng bó qua loa vội bám ngay theo anh. Đại đội trưởng Thanh nói với chính trị viên anh chốt ở đây nhé tôi phải vào lôi chúng nó ra ngay nói rồi anh lao đi trong làn khói đạn pháo đúng là địch đã nhường cái sân này cho bọn pháo binh làm mưa làm gió rồi không thấy bọn bộ binh bắn ra nữa chạy được một quãng thì anh gặp trung đội hùng phong đang lộn trở ra vừa nhìn thấy anh hùng phong đã hét lên đại đội trưởng bọn nó chơi kiểu gì vậy kiểu mỹ đấy cho anh em lui ra đi chú ý vừa vận động vừa tránh pháo thương binh đã đưa ra hết chưa chúng tôi đang đưa anh em ra đại đội trưởng cẩn thận đấy một loạt tiếng rú kinh hồn rồi mặt đất như lộn ngược lên tối sầm lại một loạt tiếng rú tiếp ngay sau đó rồi từ trên khoảng không vần vụ khói đạn những tiếng nổ sẽ ngang trời như sét đánh pháo chụp đấy sau loạt pháo chụp tai hại ấy thêm một loạt chiến sĩ bị thương những tiếng kêu sẽ ruột tiếng thở gấp tiếng khóc của những người vừa bị thương Vài chiến sĩ gục ngã ngay trên con đường ra cửa mở. Khẩn trương, đưa anh em ra mau không chết hết bây giờ. Đại đội trưởng thanh gào lên trong tiếng đạn pháo. Hùng Phong vừa cõng trung tiểu đội trưởng, Hải vừa dìu trung đội phó khang vừa bị thương, hướng đeo khẩu B41 trước ngực, cõng cậu Hồng trên lưng chạy thoan thoát ra cửa mở mà không biết cậu ta vừa tắt thở. Một loạt pháo trục nổ ngay trên đầu, nhưng có lẽ Hướng không nghe thấy nên vẫn hùng hục chạy. Một lát bỗng thấy lưng mình lạnh toát hướng kêu toáng lên mày đái lên lưng tao hay sao thế hà hồng khi ra tới cửa mở gặp tại thương lên hướng mới ngả hồng xuống trao cho họ thì bỗng giật mình khi thấy thi thể hồng đã nát bấy vì chúng thêm nhiều mảnh pháo chụp khi đại đội đã lui ra hết số tử sĩ ùn lại chỗ chính trị viên lương xuân báo lên tới gần chục người đại đội trưởng thanh chạy lại dục anh và tôi mỗi người cõng lấy một cậu đưa ra đi kèo không kịp đâu không tôi ở lại đây với anh em chính trị viên báo hét lên trong tiếng gào rít của bom đạn anh ra trước đi rồi tổ chức người vào đón chúng tôi biết là không thể tranh cãi với chính trị viên về chuyện này anh anh xốc một cậu lên vai rồi dặn anh cố đợi nhé tôi sẽ cho anh em vào ngay anh tìm chỗ mà tránh pháo đi chúng nó vẫn tiếp tục pháo kích vào đây đây căn cứ địch đã biến thành một biển lửa rừng rực pháo địch nện thêm một hồi nữa rồi chuyển làn bắn chặn ra ngoài căn cứ đại đội trưởng Thanh vừa ra tới cửa mở thì gặp ngạn đưa một nhóm tải thương lên. Tiểu đoàn phó ra lệnh cho chúng tôi lên đón thương binh tử sĩ. Đại đội trưởng mừng quá, chỉ vào phía trong căn cứ. Ông báo đang còn ở trong đó với bảy liệt sĩ. Các cậu vào đi, cẩn thận, lửa cháy thế này là mìn nổ nhiều đấy. Hướng đại đội 7 đã ra hết. Hướng đại đội 8 cũng đã kịp lui quân sau khi đã phá tan hai trận địa pháo của địch. Số thương vong của đại đội cũng ngót nghét chục người thêm gần chục người nữa bị trúng đạn pháo khi lui quân. Tiểu đoàn phó Phạm Quang Vinh báo cáo về sở chỉ huy. Sông Dinh không muốn báo cáo. Anh em đã ra khỏi cổng chợ nhưng pháo địch bắn rất rát nên chưa thể về vị trí tập kết. Số ốm đau chưa kịp tổng hợp. Xin chỉ thị. Tiếng tham mưu trưởng Nguyễn Mạnh Cường vang lên trong máy. Sông Dinh không muốn chú ý. Cho phép sử dụng tuyến đường qua nhà Bắc 2 để về nhà nhưng phải vượt qua cổng nhà X3 trước khi trời sáng chú ý đề phòng chó dữ, cố gắng đưa người ốm đau về trước, sẽ cho các cháu đón dọc đường, nghe rõ không trả lời. Sông Dinh không bốn nghe rõ, xin hỏi thăm sức khỏe ông hai, ông ba chủ nhà. Im lặng một lát rồi trong máy lại vang lên tiếng của thăm mưu trưởng. Sông Dinh không bốn nghe đây, khi nào về tới nhà các anh sẽ thăm sức khỏe hai ông. Đừng để các cháu lo lắng, nghe rõ trả lời. Sông Dinh không bốn nghe rõ xin tắt máy, ngừng liên lạc. Tiểu đoàn phó Phạm Quang Vinh buông máy quay sang nói với đại đội trưởng Thanh, có lẽ có chuyện không hay xảy ra với tiểu đoàn trưởng và chính trị viên rồi. 19. Trương Đình Lân tỉnh dậy khi đang được khiêng ra trạm phẫu thuật tiền phương. Anh thấy mình như đang trôi bồng bềnh trên sông. Toàn thân ê ẩm, đau nhói mắt díp lại, không sao mở ra được nhưng ý thức của anh đã dần dần khôi phục. Anh mơ hồ nhớ lại, tiếng chuông đồng hồ báo giao thừa, tiếng pháo nổ dần trong radio, tiếng hô khẩu lệnh của tiểu đoàn trưởng, rồi pháo hiệu đỏ, tiếng bác hồ đọc thơ chúc Tết trên đài và sau đó là những tiếng nổ dữ dội, những quần lửa chói lòa. Thủ trưởng nằm xuống, pháo kích đấy. Có tiếng người đáp lại, yên trí, pháo bắn xa lắm, chúng ta sắp ra tới trạm phẫu tiền phương rồi. Trạm phẫu, tôi bị thương à? Câu bị thương, nhưng tỉnh lại được như thế là tốt rồi cố tỉnh táo, đừng có thiếp đi đấy nhé. Anh cảm thấy hơi thở gấp gáp của hai người đồng đội. Họ đang khiêng anh trên một chiếc võng. Tiểu đoàn trưởng có sao không? Ông ấy chết rồi. Người đi phía sau đáp gọn lòn. Còn chính trị viên. Ông ấy cũng đang được cáng ra chạm phẫu như cậu ấy. Trời ơi! Sao lại trời ơi? Cậu còn may đấy. Y tá bảo cậu không bị mảnh nào vào chỗ nguy hiểm. Chỉ mất nhiều máu thôi lân không dám hỏi thêm gì nữa nước mắt tự nhiên trào ra chảy chan chứa trên mặt anh gương mặt đầy ưu tư của tiểu đoàn trưởng lại hiện ra trong tâm trí anh lẽ nào ông ấy đã chết khi chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra ông ấy từng nung nấu ý định chỉ huy những trận đánh long trời lở đất lừng lẫy hơn cả những trận đánh mà ông đã từng tham gia hồi đánh pháp ông ấy còn nỗi ân hận day dứt vì cái chết của một người đồng đội ông ấy còn đau đáu trong lòng bao nhiêu câu hỏi về kẻ thù về những phương thức chiến tranh quái gở và tàn bạo của chúng. Vậy mà ông ấy, tiếng súng vẫn nổ gian ở phía sau lưng anh. Phải chăng, đó là âm thanh của trận đánh mà ông ấy đã ra lệnh mở đầu? Trận đánh chưa kết thúc sao? Chưa, người đồng đội à, cứ yên chí đi, nhất định chúng ta sẽ thắng. Và anh đã thiếp đi trong niềm tin ấy cho đến khi anh cảm thấy dòng sông như ngừng trôi. Chiếc cáng đã dừng lại và lao sao nhiều tiếng người. Thương binh phải không? Vâng, những ca đầu tiên đấy. Không phải đầu tiên, đã có mấy ông thông tin vào đây rồi. Nhiều không? 3 ca. Nhưng trận đánh mới chỉ bắt đầu thôi, lát nữa thì các ông sẽ khối việc. Chỉ nói gở, đưa vào hầm phẫu, nhanh lên. Cẩn thận. Chính trị viên tiểu đoàn 7 đấy, ông ấy có vẻ bị nặng hơn cả. Vậy đưa sang hầm số 1, bác sĩ Thành sẽ mổ. Còn ca này, cậu ấy vẫn tỉnh y tá tiểu đoàn bảo anh này không nặng lắm đâu. Đưa sang hầm số 2. Chiếc cáng lại được nâng lên. Một lát sau, Lân cảm nhận được ánh sáng đèn. Đây là đâu thế? Anh hỏi, hầm phẫu thuật. Đồng chí vẫn tỉnh chứ? Hình như thế. Tốt lắm. Để tôi kiểm tra nào. Một luồng, ánh sáng mạnh dọi vào mắt anh. Tốt. Có vẻ tỉnh táo lắm. Để xem nào. Băng bó gì mà khiếp thế này? dáng chịu đau một chút đồng chí nhé. Đùi phải, ngực bên phải, vai phải. Ông này chơi toàn bên phải. Nhưng không sao, hình như xương đùi không bị gãy. Mảnh pháo còn bên trong. Vết thương ngực ra máu nhiều, không thấu phổi. Nhưng vẫn phải mổ để lấy cái của nợ ấy ta. Xương vai cũng không bị gãy. Tốt lắm. Chuẩn bị mổ thôi. Ông bạn đừng lo nhé. Sẽ nhanh thôi mà. Tên ông bạn là gì nhỉ? Trương Đình Lân cũng lính thông tin à không trinh sát tiểu đoàn 7. à lính trinh sát cơ đấy gan cóc tía đây tiểu đoàn các ông đánh trận này ác liệt đấy thế quái nào mà chưa chi đã bị chúng nó vồ mất tướng thế hà nhưng không sao đâu trận đánh vẫn đang tiếp tục cờ bà còn ăn nhau về sáng nữa kia tiêm một mũi chống nhiễm trùng đã nhé yên tâm đi ông là ca mở hàng của tôi đấy được rồi ta bắt đầu nhé đồng chí hòa gây mê hết phần 8